chương 5120, Ngự Hải Vương Tử. Không có cách nào, tu vi tốc thành sẽ bị mọi người xem thường, trong đó một bộ phận nguyên nhân chính là do ghen ghét. a à, ta tân tân khổ khổ mới tu tới cảnh giới này, người tùy tiện là có thể đuổi theo. Có thể không ước ao ghen tị sao, Lăng Hàn sẽ không để ý, hắn chỉ chờ mong tranh tài nhanh bắt đầu. Sau khi chiến thắng lần này thì hắn sẽ đi vào tịnh địa và chiến đấu với tuyển thủ của chín vương đô cuối cùng. Tiến thêm một bước, hắn cách chúng sinh chỉ càng gần, hắn không bước chân ra ngoài, hắn chỉ chờ đợi bên trong võ quán và đếm thời gian. Mấy ngày sau, đột nhiên hắn phát hiện trong sân sinh ra bạo động. Mỗi đội ngũ thành thị giáp cấp đều có tiểu viện riêng biệt, tự ý nào đó thì nơi này rất yên tĩnh. Lăng Hàn ra ngoài, chỉ thấy trong sân xuất hiện một thanh niên mặt cẩm y, khuôn mặt anh Tuấn, trên người còn mang theo uy nghiêm đáng sợ. a à, ánh mắt hắn ngưng tụ, sau đó hắn tươi cười, thấy bản thiếu còn không mau mau hành lễ. Tên thanh niên cẩm y quát tháo mọi người, Nghe thấy động tính, người tới đây càng nhiều, lúc thấy người thanh niên này, bọn họ đều ngạc nhiên. Đây là ai, tại sao lại lớn lối như thế? Nếu như ở trên địa bàn của bọn họ, bọn họ đã sớm lao ra bạt tai đối phương, nhưng bây giờ bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là ai? Có người hỏi, các ngươi không biết bản thiếu là ai? Tên thanh niên cẩm y cuồng vọng hỏi lại, ách, thật sự không biết, những người này mới đến, có một ít người từng tham gia thi đấu vào 3 năm trước cũng không biết, bởi vì tới lui vội vàng, làm sao biết ai là ai. Mọi người lắc đầu, bọn họ cũng tò mò, người này là ai? Bản thiếu hoàng phủ thông, chính là con thứ 15 của Ngự Hải Vương." Tên thanh niên cao ngạo nói. Ngự Hải Vương, mọi người nghe xong, trái tim rung động, đây chính là nơi do Ngự Hải Vương thống trị, hơn nữa còn là cao tầng Phật tộc, đó là nhân vật cao thượng cỡ nào? Bọn họ đều muốn xông pha vương đô, a, à, cuối cùng cũng gặp người có dung mạo xinh đẹp hoàng phủ thông nhìn chằm chằm vào nữ tử vừa mới tới đây là một trong năm lão học viên của thiên dụ võ quán cũng là nữ tử duy nhất trong các học viên dung mạo của nàng quả thật không tệ nguyên nhân nữ võ giả rất ít mà mỹ nữ càng khan hiếm bởi vậy nàng rất được yêu thích trong đội ngũ luôn luôn bị người ta quấn lấy cũng bởi vậy thấy nàng bị hoàng phủ thông đùa giỡn có thật nhiều người giận dữ nhưng không ai dám nói cái gì càng đừng nói tiến lên ngăn cản con trai của ngự hải vương ai dám ngăn cản hoàng phủ thông đi về phía nữ tử kia đưa tay muốn sở gương mặt của nữ tử nữ tử kia theo bản năng lùi lại tránh bàn tay kia nếu như hoàng phủ thông thật sự vừa thấy đã yêu nàng tuyệt đối không cử tuyệt tiến vào hào môn nhưng vị này rõ ràng là hoa hoa công tử nàng không cam tâm biến thành đồ chơi thấy nữ tử lùi lại hoàng phủ thông lộ ra vẻ không vui bản thiếu để mắt tới ngươi ngươi cũng không nên được thể diện mà không biết điều lời này làm nữ tử kia nổi giận bị người đùa bỡn là vinh hạnh sao Nàng nhìn chung quanh, nhưng những người này không phải tránh ánh mắt của nàng thì cũng làm như không thấy, hoặc chỉ tức giận mà không dám nói gì. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, làn da thật mềm, để bản thiếu sợ nào. Hoàng Phủ Thông lại đưa tay, lại sờ soạng gương mặt của nữ tử. Lần này, nữ tử kia nhận mệnh, không có trốn tránh. Ba, tay của Hoàng Phủ Thông còn chưa chạm vào mặt của nữ tử thì bị bàn tay bắt lấy. A, là Lăng Hàn, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, Lăng Hàn không biết tới bên cạnh nữ tử lúc nào. Hắn bắt lấy cổ tay Hoàng Phủ Thông. "Gia hỏa này thật can đảm, ngươi dám quản chuyện con của Ngự Hải Vương?" Hoàng Phủ Thông giận dữ, "Ngươi là kẻ hạ tiện, lại dám động đến bản thiếu." Lang Hàn cười nói, "Ngươi chính mình là cái gì, tâm lý nắm chắc?" Hoàng Phủ Thông biến sắc, hắn lộ ra vẻ ngờ vực. "A, à, chẳng lẽ người này nhìn ra chân thân của mình?" Bản thiếu cảnh cáo lần nữa, lập tức buông tay, hắn nghiêm túc nói, "Trương Hàn Quân, còn không nhanh buông tay ra?" các đội hiếu của hắn vội vàng quát mắng vạn nhất chọc giận hoàng phủ thông thậm chí đả thương vị vương tử này tiếp theo chính là cao thủ vương đô xuất động bắt tất cả bọn họ thì sao đến lúc đó đừng nói không thể tham gia vòng thi đấu thứ hai tấn giai thậm chí còn mất cả mạng nhỏ không nên hại người hại mình tuyệt đối không nên đả thương hoàng phủ thiếu gia bọn họ nhao nhao nói cho dù là nữ tử kia cũng đang xem cuộc vui ngươi cho rằng chính mình là chúa cứu thế sao cậy mạnh ra mặt không những cứu không được nàng ngược lại sẽ làm nàng lâm vào tuyệt cảnh có nghe hay không hoàng phủ thông dương dương đắc ý lang hàn lắc đầu các ngươi trước khi sợ hãi như vậy tại sao không xác nhận thân phận của hắn trước đã có ý gì hắn nói hắn là con trai ngự hải vương các ngươi liền tin lang hàn cười nói a à, được nhắc nhở như vậy những người khác đều lộ ra vẻ hoài nghi đúng vậy thân phận hoàng phủ thông chỉ là hắn nói ai biết có đúng như vậy hay không hoàng phủ thông cũng biến sắc hắn vội vàng nói bản thiếu đương nhiên là con trai ngự hải vương đám dân đen các ngươi dám hoài nghi thân phận của ta hay sao lang hàn dùng sức năm ngón tay hoàng Phủ thông lập tức kêu thảm nước mắt chảy ra đến ngoan ngoãn nói ra thân phận của ngươi lang hàn cười nói dám đả thương một cọng lông tơ của bản thiếu đám dân đen các ngươi nhất định phải chết hoàng Phủ thông kêu to miệng hắn vẫn rất cứng rắn mọi người không dám khẳng định nguyên nhân lực lượng hoàng Phủ thông không đủ cứng rắn Trương Hàn Quân, đầu tiên buông tay, điều tra rõ ràng lại nói. Đúng, nên buông tay, bọn họ đều khuyên nhủ, vạn nhất thật sự đã thương Hoàng Phủ Thông, mà người này lại là con trai của Ngự Hải Vương, khi đó lớn chuyện rồi. Lăng Hàn không để ý tới, hắn cần quan tâm những người này làm gì. Vị công tử này, trước tiên buông tay ra được không? Lúc này, một giọng nói của nữ tử vang lên, mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy ở cửa xuất hiện một nữ tử áo trắng, nàng mặc váy dài đơn giản, gương mặt không phấn son lại làm cho người ta có cảm giác xinh đẹp tuyệt trần. Đó là giai nhân tuyệt sắc, so sánh với nhau, nữ tử trước tiên chỉ là thôn nữ, không hề có khí chất gì đáng nói. Vì sao, Lăng Hàn hỏi, lời này làm tất cả mọi người trợn mắt, giai nhân như thế, người có thể cử tuyệt. Nữ tử áo trắng cười nhạt giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được, làm cho tất cả mọi người say mê, hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Lần này là tiểu vân không đúng, ta thay hắn xin lỗi mọi người. Nàng hơi không người hành lễ, tất cả mọi người luống cuống tay chân, chỉ cảm thấy bọn họ phạm sai lầm to lớn mạo phạm giai nhân. Chương 5121, nữ tử áo trắng. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn buông tay, Hoàng phủ thông chạy như bay về phía nữ tử áo trắng, sau đó lại vùi đầu vào ngực đối phương. Ô ô ô, hắn ước hiếp Tiểu Vân, ngóa, thấy cảnh này, mọi người cảm giác nổi da gà, người vùi đầu vào ngực nữ tử áo trắng, còn dùng mặt cọ tới cọ lui, quá không muốn mặt mũi nữ tử áo trắng trỏ sờ lên đầu hoàng phủ thông, biến trở về dáng dấp ban đầu, sau đó nói xin lỗi mọi người. Tỷ tỷ, hoàng phủ thông còn rất có ý kiến, không ngừng lắc đầu, hắn liên tục cọ đầu vào ngực nữ tử áo trắng. Mọi người nhìn chằm chằm hắn, càng muốn giết người. Ngoan, nữ tử áo trắng ôn nhu nói. Hoàng phủ thông lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó mọi người cảm thấy hoa mắt, thân thể thanh niên phách lối biến thành bé trai 4-5 tuổi. Cái này, tất cả mọi người nghe răng, Bọn họ bị nam hài nghịch ngợm đùa giỡn Trời ạ, à, nếu việc này truyền đi Bọn họ sẽ biến thành trò cười của bao người Đây là đệ đệ ta, Quách Vân Nữ tử áo trắng nói Hắn nhỏ tuổi không hiểu chuyện Còn xin chiếu cố nhiều hơn Phát hiện Hoàng Phủ Thông chỉ là một đứa bé trai Sát ý trong lòng mọi người cũng tan thành mây khói Cho dù tiểu tử này đùa giỡn mọi người Ở trước mặt nữ tử áo trắng Có ai dám tức giận chứ Không có việc gì, không có việc gì Tiểu hai tử nha tinh nghịch một điểm là chuyện rất bình thường đúng rồi cô nương phương danh xương hô như thế nào đến từ thành nào mọi người nhao nhao hỏi ánh mắt mỗi người sáng rực nữ tử áo trắng thản nhiên nói ta tên là quách xương không phải tuyển thủ dự thi ta tới đây dạo chơi vừa vặn đi ngang qua nơi đây a à, thì ra là thế tất cả mọi người gật đầu nếu nữ tử này không phải người bên trong võ quán theo đuổi nàng cũng dễ dàng bọn họ đều tiến lên nói những lời lấy lòng trăm phương ngàn kế muốn đạt được người đẹp chú ý. Nhưng mặc dù Quách Sương không có lãnh đạm cự tuyệt, nhưng gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy khó thân cận. Quách Vân nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, sau đó nắm cổ tay bị Lăng Hàn bắt lấy, hiện tại vẫn còn nhe răng. Hỗn đàn, bóp hắn đau quá, Lăng Hàn làm như không thấy, hắn trực tiếp đi về phòng. Quách Sương rất đẹp, tuyệt đối không thua kém gì chỉ mộng hàm, tống lam, nhưng việc này liên quan gì tới hắn. Hắn đến đột phá thánh vị, cũng không phải đến tán gái. Hơn nữa, hắn cảm giác nữ nhân này cho hắn cảm giác sâu không lường được, từ đó hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng không phải sợ đánh không lại đối phương, mà là lo lắng sẽ bại lộ thân phận ra ngoài. Nữ nhân này, trên người giống như bao phủ một tầng xương mù, tuyệt đối không phải nhìn thấy đơn giản như vậy. Cho nên, tận lực không nên trêu chọc mới tốt. Quách Sương nhìn hắn đi vào phòng thì thu hồi ánh mắt, lại nói xin lỗi với mọi người, sau đó mang theo Quách Vân rời đi. Phốc lúc đi tới nơi không người quách vân lại biến hóa lần thứ hai hóa thành một con sóc màu đỏ và nhảy lên đầu vai quách xương nói đại nhân tại sao chúng ta phải diễn kịch như thế nó rất ngạc nhiên hắn cũng thay đổi giọng nữ quách xương cười nhạt như vậy mới nhìn thấu lòng người đại nhân muốn tìm người can đảm đứng ra hay sao con sóc màu đỏ hỏi quách xương gật đầu đây chỉ là bước sàng lọc đầu tiên nếu không có dũng khí thì làm sao làm đại sự đại nhân vậy kế tiếp ta đóng vai cái gì vẫn đóng vai ác thiếu sao. Con sóc màu đỏ rất kích thích hỏi thăm, xảy ra chuyện nhỏ như vậy, cũng không có phát sinh chuyện gì khác, mọi người chờ 7 ngày và tới thời điểm vương đô tranh bá. 82 đội ngũ của thành thị giáp cấp đều tới nơi, cũng là thời điểm tổ chức thi đấu tấn cấp. Quy củ vẫn giống nhau, tất cả mọi người bị đưa vào núi rừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, lấy ra 5 người trổ hết tài năng cùng đi vương đô, cũng tiến vào tịnh địa, cùng tranh tài với 9 đội ngũ vương đô khác. Từng nhánh đội ngũ tiến vào núi rừng, chỉ chốc lát, 82 chi đội ngũ đã được thả xuống dưới. Trong thi đấu lần này, tiêu chuẩn đã rộng hơn, cho phép tuyển thủ buông tay đánh một trận chiến, phương Đô sẽ xuất động cao thủ tỏa chấn, một là bảo đảm sẽ không xuất hiện thương vong nghiêm trọng, thứ hai nha, cũng làm trọng tài. Có chút đội ngũ lựa chọn kề vai chiến đấu, đầu tiên dùng ưu thế đoàn đội kiếm điểm tích lũy, cuối cùng lại tiến hành đấu tranh nội bộ, có đội ngũ vừa bắt đầu đã chia ra, hoàn toàn không đi cùng nhau. Lăng Hàn cũng mặc kệ những người khác, hắn tùy ý đi một mình. Hắn đi một mình cũng dễ bị kẻ khác để mắt tới. Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, phía sau có đội ngũ 10 người đuổi theo. Lăng Hàn dừng bước lại, hắn tươi cười, đã có cá mắc câu. Hắn không biết đây là thành thị nào, nhưng đội ngũ do năm tên chú đỉnh và năm tên sinh đan tạo thành, hắn thật sự không để vào trong mắt dù sao hắn cũng có thể vận dụng lực lượng sinh đan cảnh. Tiểu tử, một mình ngươi hành động còn dám đi lại tùy tiện như thế. Hắc hắc, Thật không biết ngươi ngu ngốc hay tự tin. Có người trong đối phương cười nói, hiển nhiên cho rằng ăn chắc lăng hàn. Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, các ngươi tiến lên thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Tốt, thành toàn ngươi. 10 người cùng lao lên, năm tên chú đỉnh cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn cười một tiếng, hai chân phát lực lao về phía 10 người. Oanh, hắn giống như hung thú viễn cổ, hoàn toàn không nói trương pháp, hắn chỉ dựa vào thân thể va chạm. Đáng sợ là, lực lượng của hắn quá mạnh. Va chạm đụng một người bay ra ngoài, trực tiếp đứt mất tận mấy xương cốt, đã mất đi chiến lực. Ngoá, những người còn lại đều kinh hãi, ra hỏa này quá hùng hổ dọa người mà. Nhưng mà, một khi Lăng Hàn phát động công kích thì không dừng được. Hắn mạnh mẽ đâm tới, gần như đụng ai người đó sẽ bay đi, sau khi va chạm một lượt, trong đối phương chỉ có một người còn đứng vững. Nhưng không phải người này thực lực mạnh hơn, mà là tốc độ của hắn nhanh nhất, cho nên có thể tránh thoát mấy lần va chạm của Lăng Hàn. Tới lang hàn cười nói người kia run rẩy bỗng nhiên hắn hô to và bỏ chạy hắn bị hù sợ mới qua một lúc người bên phía hắn đã bị đụng bay hơn nữa đều mất đi chiến lực hắn không sợ sao được lang hàn cũng không truy kích cũng không kém một người hắn tiếp tục đi trong núi luôn có đội ngũ tràn đầy tự tin hoặc có tuyển thủ cho rằng hắn dễ khi dễ kết quả tất cả đều thảm bại hai ngày trôi qua tranh tài còn một ngày sẽ kết thúc lúc này võ quán đã tuyên bố tin tức lâm thời biểu thị trong 10 khu vực của ngọn núi, mỗi khu vực đều có một con hung thú sinh đan cảnh, nếu có thể giết chết sẽ ban cho 50 điểm tích lũy. Trường 5122, Quát Tháo, đây chính là điểm số cao, là cơ hội đuổi kịp hoặc bỏ xa đối thủ. Rất nhiều người hành động đều tiến về 10 nơi này. Mà ở trên bầu trời, Quách xương đang dùng thần thức bao phủ núi rừng. Con sóc màu đỏ nói, đại nhân, tại sao ngươi lâm thời cải biến quy tắc tranh tài? Quách xương thản nhiên nói, chiến đấu chân chính thay đổi trong nháy mắt ta muốn xem năng lực ứng biến của những người này nha con sóc màu đỏ gật đầu sau đó tò mò nói đại nhân xem trọng tuyển thủ nào quét xương cười một tiếng ánh mắt nhìn vào một khu vực con sóc màu đỏ nhìn theo ánh mắt của nàng nó giật mình tay nó lại đau là ra hỏa bóp tay nó bị thương lăng hàn cảm ứng được trên bầu trời có người đang dòm ngó hắn một người rất mạnh thậm chí làm cho hắn kiêng kỵ một cái khác rất yếu chỉ là sinh đan cảnh mà thôi hắn không có ngẩng đầu nhìn, trên lý luận đối phương giấu rất tốt, trọng yếu chung quanh còn có một tầng năng lượng bảo hộ, ngay cả giáo chủ cũng không có khả năng phát hiện. Cho nên, hắn hiện tại là sinh đan cảnh sẽ không phát hiện ra được. Là ai đang dám thị hắn? Hắn lộ ra sơ hở ở nơi nào? Không có khả năng, trên đường đi tới đây, thân phận của hắn cũng đã tẩy trắng. Hơn nữa, ai cũng biết hắn là thực linh thể, nhìn hắn trưởng thành từng bước, cho nên sẽ không nghĩ nhiều. Lăng Hàn nghe rằng, hắn bại lộ cũng không quan trọng, Quan trọng hiện tại là thời điểm mấu chốt. Việc này quyết định hắn có thể thành thánh hay không? Được rồi, chỉ coi như không có phát hiện, nên làm gì thì cứ làm gì. Lăng hàn nhanh chân đi về một hướng. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một con cự thú cao 10 trượt, nó là hổ nhưng mọc ra đôi cánh, uy thế rất kinh người. Nhưng hung thú bị hạn chế nào đó, nó chỉ có thể ở bên trong khu vực cố định, cho dù nó vỗ cánh phi hành cũng chỉ bay tới độ cao nhất định là không bay được nữa, giống như nó đang bị giam. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn đi về phía hung thú. Ngang, hung thú gào thét với Lăng Hàn, âm thanh tạo thành gió lốc. Lăng Hàn cười nói, mèo con, chúng ta hợp tác đi. Hung thú cũng không có linh trí cho dù có cũng không mạnh hơn đứa trẻ ba tuổi, nó không quan tâm tới Lăng Hàn và sông lên. Lăng Hàn xuất thủ chống đỡ, tứ lạng bạt thiên cân. Hắn phát huy ra lực lượng nhỏ hơn hung thú, nhưng mỗi một phần lực lượng đều bị hắn dùng tới cực hạn, lại thêm kỹ xảo chiến đấu tuyệt diệu, cho nên chiến lực của hắn hơn xa hung thú. Bởi vậy, rõ ràng trên lý luận hung thú còn mạnh hơn, nó lại bị Lăng Hàn trêu đùa trong lòng bàn tay. Cuối cùng, Lăng Hàn nhảy lên đầu hung thú, hung thú không dám động đậy. Linh trí yếu hơn nữa thì nó cũng biết đang bị Lăng Hàn quản chế, nó làm sao dám lộn xộn chứ. Như vậy mới ngoan, mèo con, Lăng Hàn cười nói, hung thú yên tĩnh lại, chỉ chốc lát đã có người chạy tới. Đó là độc hành hiệp, sau khi nhìn thấy hung thú thì hắn kiêng rẻ. Hùng thú quá cuồng bạo, hơn nữa thể phách cường hoành, không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần trưởng thành bình thường, nên đến cảnh giới gì thì đạt tới cảnh giới gì. Võ giả thì khác, muốn đột phá quá khó khăn, con hùng thú này vừa nhìn đã biết có huyết mạch cường đại, thực lực còn trên cả hắn, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy chờ đi, trước tiên liên thủ với người khác, sau khi chạm hùng thú sẽ quyết định ai đạt được. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, hùng thú lao về phía hắn. Tốc độ thật nhanh, người kia kinh hãi, hắn không lộ diện ra ngoài, tại sao lại bị phát hiện. Hắn muốn chạy, nhưng cất bước thì đã muộn, lại thêm tốc độ của hung thú quá nhanh, hắn còn chưa phát huy tốc độ tới cực hạn thì thấy đầu hung thú kia đã đuổi kịp, hơn nữa còn có sát ý sôi trào. Người kia bất đắc dĩ đành phải xoay người lại chống đỡ. Bành, hắn không có lực ngăn cản hung thú nên bị đánh bay đi ra ngoài, đúng lúc này hắn nhìn thấy trên đầu hung thú có một người, một quyền của người này nện vào mặt hắn. Dưới tình huống như vậy, Hắn làm sao có thể tránh né Thậm chí hắn không có lực ngăn cản Chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này nện vào Bành, hắn bị đánh hôn mê Trước khi hôn mê, hắn còn cảm thấy khó hiểu Xảy ra chuyện gì Vì cái gì trên đầu hung thú có người Đây không phải hại người sao Lăng hàn cười một tiếng Lại thua một điểm, hắn rất mãn nguyện Ngang, hung thú giống to Nhưng bị lăng hàn trấn áp Nó đã hoài nghi nhân sinh của mình Hiện tại cuối cùng cũng trọng trấn hùng phong Nó cảm giác tất cả đã trở nên tốt đẹp đến chúng ta tiếp tục chờ. Lang Hàn cười nói, oanh, nơi xa có âm thanh đại chiến, còn có tiếng hung thú gào thét vọng tới. Lang Hàn ôm cây đợi thỏ, tới kẻ nào đánh nằm kẻ đó. Một con hung thú cũng rất đáng sợ, cần tổ đội mới có khả năng đánh bại. Bây giờ có thêm Lang Hàn chỉ huy đền bù chỗ hỏng đầu óc hung thú không đủ. Có thể không mạnh sao? Chỉ chốc lát, có hơn trăm người bị đánh bại ở nơi này, giá trị vượt xa một con hung thú. Lang Hàn cười ha ha, hắn vỗ đầu của hung thú. Người cuối cùng cũng phát huy xong giá trị của mình, chúc mừng, chúc mừng. Một lúc sau, một chi đội ngũ đi tới, người người mang theo máu tươi, nhưng mỗi người đều tỏa ra khí tức hung hãn. Bọn họ vừa giết sạch hung thú, cho nên sĩ khí thịnh vượng. Giết, 10 người lao đến vây giết hung thú, một người chỉ huy, 10 người phối hợp đặc biệt ăn ý, gần như phát huy ưu thế đoàn đội rất tốt. Nếu như không có Lăng Hàn, vận mệnh của con hung thú sẽ bị đám người này xử lý. Lang Hàn cũng không có hiện thân hắn ở trên đầu hung thú chỉ huy. Bành, 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 hung thú vô cùng ương ngạnh, nó đánh đội ngũ này bật trở về. a à, tại sao trí thông minh của hung thú này cao như thế? Chi đội ngũ này rất khiếp sợ, không phải nói đầu óc hung thú chỉ lớn như hạt đào sao? Hung thú giận dữ, đầu óc ai lớn như hạt đào? Người mới là hạt đào, cả nhà các ngươi đều là hạt đào. Hắn điên cuồng tấn công, hoàn toàn không quan tâm an nguy bản thân, không phải sao trên người nó có ra hỏa hung ác hơn hung thú vốn mạnh nó bộc phát làm đám người này cảm thấy áp lực lớn như núi rút lui rút lui rút lui người chỉ huy xuất hiện xeo đúng lúc này lăng hàn giết ra ai có thể nghĩ tới sao bành 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 lăng hàn vung quyền như mưa từng bóng người bay lên cao mười người trong nháy mắt đã bị diệt tám người chỉ có hai người may mắn trốn khỏi khu vực hung thú hoạt động đây là lực lượng trói buộc vô hình hung thú không thể xuyên qua bọn họ nhìn Lăng Hàn, trong mắt mang theo thâm thù đại hận. Trường 5123, quan tâm, vì cái gì đầu óc hung thú chỉ có lớn như hạt đào lại thông minh như vậy. Đã tìm được nguyên nhân, thì ra là có người chỉ huy, nhưng vấn đề là, đây rõ ràng là cửa ải do võ quán bố trí, vì cái gì đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Lại nói, lúc trước bọn họ chém giết qua một đầu hung thú cũng không có nhìn thấy người nào. T, hắn là thực linh thể, thành thiên dụ trương hàn quân, hai người này nhìn chằm chằm vào lăng hàn một hồi, cuối cùng cũng nhận ra hắn. Nhưng bọn họ không thể tiếp thu được, vì cái gì lăng hàn có thể liên hệ với hung thú? Chẳng lẽ, gia hỏa này có thể câu thông với hung thú hay sao? Khốn kiếp, việc này quá không công bằng, nhất định phải kháng nghị với võ quán. Đúng, đây không phải thực lực của hắn. Sau chi đội ngũ này lại có chi đội ngũ khác biệt chạy tới, muốn cầm đánh hạ hung thú kiếm lấy 50 điểm tích lũy, nhưng người nào cũng bị lăng hàn cùng hung thú liên thủ đánh bại có chút đội ngũ đoàn diệt, có chút đội ngũ còn người may mắn sống sót, Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích, điều này cũng làm cho đám người này cho rằng Lăng Hàn gian lận. Người nào không biết, hung thú không thể thuần phục, chí ít không thể làm được trong thời gian ngắn, cho nên, trong việc này nhất định có chuyện ẩn trong đó. Đúng lúc này, Lăng Hàn cũng nghênh đón một vị cao thủ. Già Thái Long, đây là thiên tài chân chính được tỉnh địa nhìn chúng, chỉ đợi sau tranh tài kết thúc sẽ được thu đi bồi dưỡng. Hắn lẻ loi một mình, trong tay cầm một thanh hàng ma sử, đây là pháp khí chế tạo riêng cho Phật tộc, giống như phỏng chế đế binh. Sách, còn chưa chính thức tiến vào Phật tộc cũng đã nắm giữ pháp khí dành riêng cho Phật tộc, chỉ từ điểm ấy có thể thấy được tịnh địa xem trọng hắn thế nào. Trương Hàn Quân, hắn đứng trước mặt hung thú, đối mặt quái vật khổng lồ như thế nhưng sắc mặt thản nhiên, dường như hung thú chẳng khác gì con mèo con. Ta không biết người dùng biện pháp gì hợp tác với hung thú, nhưng việc này trái với tinh thần tỉ thí ban đầu, hy vọng người có thể kìm cương ngựa bên bờ vực thẳng. Lăng Hàn kinh ngạc, khó trách lại được Phật tộc xem trọng, người xem, hắn còn chưa chân chính tiến vào Phật tộc thì nắm giữ sáo lộ tẩy não của Phật tộc rất thuần thục. Hắn mỉm cười, nói, thế nào, người sợ, hừ, ta không muốn nhìn ngươi lún sâu hơn thôi. Già Thái Long khinh thường nói, tốt, đến chiến, Lăng Hàn cười ha ha, hắn vỗ hung thú một cái, con hung thú này lao tới tấn công Già Thái Long. Hắn đã sớm không kiên nhẫn, úm, già Thái Long hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động điếc tai. Lục tự minh vương chú, kinh ngạc, không nghĩ tới giả thái long lại học được bí pháp Phật tộc. Đây chính là đế thuật, có ảnh hưởng lớn tới tâm linh. Dù hung thú cũng nhận lấy ảnh hưởng, động tác hơi dừng lại và nó lộ ra vẻ mặt mê man. Trong truyền thuyết, Phật tổ giảng đạo, dù là hung thú thánh cấp cũng bị cảm hóa, từ đó tẩy đi hung uy và trở thành sơn thú thủ hộ Phật tộc. Bởi vậy có thể thấy được, lục tự minh vương chú ảnh hưởng tới tâm linh khủng bố cỡ nào. Già Thái Long nắm giữ lục tự minh vương chú kém xa Phật tổ, hơn nữa, hắn chỉ nắm giữ bí quyết chữ úm, cho nên, hắn chỉ có thể ảnh hưởng hung thú trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng thừa cơ hội này, giả thái long đã cầm lấy hàng ma sử tấn công, kim quang bắn ra bốn phía, hắn giống như hóa thành kim cương, trợn mắt tròn xoe, diệt tận yêu nghiệt trên thế gian. Lang hàn mỉm cười, hắn duỗi tay nhấn một cái, thân thể nhảy ra khỏi người hung thú và nghinh kích giả thái long. Hắn không có khí lực va chạm với pháp khí, nhưng một chiêu một thức như nước chảy mây trôi, chỉ trong nháy mắt đã khống chế tiết tấu trong tay. Phải biết, hắn chẳng những vô địch cùng dai, thậm chí hắn có thể vượt qua đại cảnh giới hiện tại tự hạ tu vi, năng lực vượt cấp càng khủng bố hơn. Dù Lăng Hàn đã thu liếm rất nhiều nhưng hắn có thể tùy tiện chiếm cứ thượng phong. Ồ, oh, trên bầu trời, con sóc màu đỏ hét lên kinh ngạc. Già Thái Long lại không phải đối thủ của gia hỏa này. Cao thủ cấp bậc này chỉ giao thủ vài chiêu là nhìn ra hơn kém, mà Lăng Hàn không cần pháp khí vẫn có thể chế trụ già Thái Long, thực lực mạnh đến mức cũng không thể nói nổi. Quách xương cũng đang nhìn, gương mặt xinh đẹp tỏa sáng, thần thái vô cùng thần thánh. Một lát sau, nàng trầm ngâm nói, nếu đánh nhau cùng cấp, ta không có nắm chắc thắng hắn. Cái gì, con sóc màu đỏ kinh hãi, người khác không rõ ràng, hắn biết đại nhân này kinh người cỡ nào. Thế mà nàng tự nhận không thể chiến thắng ra hỏa kia. Mặc dù nàng còn chưa bại nhưng đã đủ kinh người, đại nhân, tiểu tử này thật sự yêu nghiệt như thế sao? Hắn hỏi. Quách xương gật gật đầu. Xem ra, thực linh thể cũng không phải chỉ có hai ưu điểm thể chất và dũng khí. Con sóc màu đỏ càng chấn kinh, nguyên nhân nó biết rõ, muốn được vị đại nhân này khen là khó cỡ nào. Bên dưới, mặc cho giả thái long hành động như thế nào, nhưng lăng hàn ứng phó hắn vô cùng dễ dàng, hơn nữa vô cùng hữu hiệu. Hắn luôn bị áp chế và không có khả năng lật bàn. Chiến đến 300 hiệp, hắn không thể không quay người bỏ chạy, lại bị đầu hung thú kia tấn công nằm lăn trên mặt đất. Lăng Hàn đuổi kịp, một quyền đánh đối phương bất tỉnh. Sau lần này, không có người nào khiêu chiến Lăng Hàn. Ai cũng biết, hắn có thể liên thủ với hung thú, sao có thể không ngang hàng. Hiện tại, tất cả mọi người chờ tranh tài kết thúc và kháng nghị. Rất nhanh, thời gian 3 ngày đã đến, tranh tài kết thúc. Nhưng võ quán không tiếp nhận mọi người kháng nghị, mà là vô cùng cường ngạnh tuyên bố, Lăng Hàn cũng không có gian lận, bảo bọn họ không nên gây sự. Kết quả tranh tài đã có, Lăng Hàn tự nhiên xếp thứ nhất mà người thứ hai là Già Thái Long. Mặc dù hắn bị Lăng Hàn đánh ngã, nhưng phía trước đánh bại vô số đối thủ nên đứng thứ hai. Năm người đứng đầu học viên đã xuất hiện, như vậy, phương diện võ quán lại chọn lựa năm người làm bổ sung là có thể đi tới tịnh địa tỉ thí cuối cùng. Ban thưởng cho năm người thắng, bọn họ có thể tiến vào chúng sinh chỉ tại Vương Đô tu luyện 3 ngày, nhưng Lăng Hàn lại bị từ chối ở ngoài cửa. Không phải một, mà là ba lần liên tiếp, Lăng Hàn cảm giác tiếc nuối, không thể quang minh chính đại tăng tu vi lên lại đột nhiên có một tăng nữ bái phỏng và mời hắn tới Phật Tháp. Việc này làm hắn kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Đi Phật Tháp, sau khi tham quan ngắn ngủi, hắn liền đạt được cho phép, có thể tiến vào chúng sinh trì tu luyện, hơn nữa thời gian dài tới 5 ngày. a à, là ai trong bóng tối quan tâm hắn? Mặc dù lăng hàn nghi hoặc nhưng cũng không có khách khí, hắn thật sự cần lý do gia tăng tu vi. Thời điểm hắn tiến vào chúng sinh trì, chỉ, chỉ thấy đám người già Thái Long đều tái mặt. Xem ra, Lăng Hàn làm việc ác lúc trước đã lộ ra ngoài sáng, tự nhiên thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Gia hỏa này vừa vào ao, chẳng phải bọn họ bị đuổi ra ngoài. mươi 5124 tiến vào tịnh địa. Vừa nhìn thấy Lăng Hàn, đám người già thái long sợ hãi tái mặt. Đó là tai tinh, Trương Hàn Quân, người chớ có hại người. Bọn họ vội vàng nói ra, người bị đuổi đi chỉ là chuyện của một cá nhân, nhưng cũng không nên liên lụy bọn họ. Lăng Hàn nghiêm túc nói, tục ngữ nói, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng quỷ có nạn cùng chịu với ngươi chúng ta lại không quen thấy lăng hàn từng bước đi tới bốn người kia nghĩ ra tay với lăng hàn nhưng bọn họ lập tức nghĩ đến lăng hàn có thực lực khủng bố hơn nữa vừa tiến vào nơi này tu vi của gia hỏa này lại tăng lên vậy thì càng đánh không lại không có cách chỉ có thể liều mạng hấp thu năng lượng tinh hoa hấp thu nhiều hơn một chút thế là bốn người cố sức hấp thu năng lượng dù biến có hại cho thân thể nhưng hiện tại không lo lắng nhiều như vậy. Phốc, úp, bọn họ phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, đây là di chứng hấp thu quá nhanh. Lăng Hàn bật cười, ta được đặc cách có thể tiến vào nơi đây tu luyện, sẽ không có người nào đuổi ta đi. Biết rõ hắn là thực linh thể, còn thả hắn đi vào, như vậy sẽ không đuổi hắn đi, nếu không chẳng phải đang vẽ vời thêm chuyện sao. Hắn mơ hồ đoán được, khả năng có quan hệ với người giám thị hắn trên bầu trời. Nhưng bởi vì hắn không có dùng thần thức dò xét lại, cho nên hắn cũng không thể xác định người này là ai. Nghe được Lăng Hàn nói lời này, bốn người già Thái Long suýt thổ huyết. Khốn kiếp, vì cái gì ngươi không nói sớm một chút. Lăng Hàn bắt đầu hấp thu năng lượng trong nước hồ, sau đó thả ra khí tức tiếp tục biểu diễn. Ầm ầm, hắn hấp thu làm nước hồ sôi lên, toàn bộ Phật tháp cũng rung động. Việc này làm già Thái Long sợ hãi lại lo sợ bất an, chẳng lẽ có tăng nữ đi ra đuổi bọn họ. Còn tốt chính là từ đầu đến cuối không có người xuất hiện, bọn họ dần an tâm lại. Lăng Hàn nói không sai, nhưng mặc dù không ai đuổi bọn họ đi, nhưng nhìn Lăng Hàn không ngừng đột phá tiểu cảnh giới lại làm bọn họ nổi điên. Nhất là sau gần nửa ngày, Lăng Hàn hoàn thành bước cuối cùng, thời điểm thành tựu chân ngã cảnh cũng làm bọn họ hận không thể làm thịt Lăng Hàn. Người so với người tức chết người, bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình như thế, lúc đến chân ngã cảnh, thể chất Lăng Hàn đã không thể phát huy tác dụng nhiều lắm chỉ có thể đạt tới chân ngã đỉnh phong khi đó không khác gì võ giả bình thường hiện tại người dẫn trước một bước tương lai bọn họ nhất định sẽ đuổi theo lang hàn lại hấp thu năng lượng trong hồ nước một lúc nhưng bởi vì thực linh thể cực hạn chính là chân ngã đỉnh phong hắn cũng không thể một hơi đột phá lên hóa linh cảnh ai đến nơi này hắn có bình cảnh tu hành không thể đột phá quá nhanh như vậy sẽ làm người ta hoài nghi dù là như thế điều này cũng làm cho già thái long đỏ mắt nguyên nhân đã tiến không thể tiến ba ngày qua đi lăng hàn cũng theo đám người già thái long ra khỏi chúng sinh trì thời điểm đi ra bọn họ nhìn thấy ánh mắt thâm thù đại hận của đám tăng lữ nhìn chằm chằm lưng của bọn họ lạnh buốt hiển nhiên bởi vì lăng hàn hấp thu năng lượng tinh hoa chúng sinh trì quá mức cho nên các tăng lữ rất tức giận nhưng vấn đề là các ngươi biết rất rõ ràng như thế vì cái gì còn thả lăng hàn đi vào không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao năm người trở lại võ quán nghỉ ngơi mấy ngày và đi tới tịnh địa cũng tranh đấu lần cuối cùng. Nếu lần này có thể trổ hết tài năng là có thể bị tịnh địa trực tiếp thu làm đệ tử, tương lai thành tựu Phật tử cũng không nhất định. Phật tử, nghĩ đến từ này, đôi mắt mọi người tỏa sáng, bởi vì bọn họ đã biết rõ, ba Hàm Phật cũng không có hóa đạo, vẫn sống trên thế gian, chỉ cần trở thành Phật tử, nhất định có thể đạt được đại đế tự tay chỉ điểm. Đây là dụ hoặc lớn cỡ nào, mấy ngày sau, bọn họ lên đường, do quán chủ thành ngự hải dẫn bọn họ đi tịnh địa. Đây là biểu thị tôn trọng tịnh địa. Mười đại vương đồ bố trí chung quanh tịnh địa, bảo vệ hạch tâm chân chính của Phật tộc, không đi mấy ngày, Lăng Hàn đã cảm ứng được phía trước có sát cơ lạnh thấu xương, lông mau của hắn dựng đứng. Đại đế sát trận, Lăng Hàn vô cùng khẩn trương, ẩn núp lâu như thế, hắn cuối cùng sắp đi vào tịnh địa, nhưng đại đế sát trận ở trước mặt, đây là cửa ải khó khăn nhất. Về sau, hắn từ thập ngô tinh đã có thực lực thánh cấp, ai có thể ngăn cản hắn lặng lẽ tiến vào chúng sinh trì. Thánh hỏa cuối cùng vẫn phải đốt lên, đi tới biên giới sát trận, Quán chủ võ quán cũng không có lập tức đi vào, hắn lấy ra một đàn hương, sau khi cung kính đốt thì ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh chờ đợi. Tất cả mọi người học theo, cũng ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, chỉ thấy trong đại đế sát trận có bóng người đi ra. Đại đế sát trận bao phủ, toàn bộ khu vực phía trước là sương mù mờ mịt, bây giờ trong sương mù tỏa ra ánh sáng mông lung, sau khi chờ một lúc sẽ thấy ngọn đèn dầu, sau đó có một người cầm đèn dầu đi ra. Đây là một tên tăng nữ, để đầu chân, khoác trên người một cái áo cà sa màu tím, tuổi không lớn lắm, nhiều lắm chỉ 17-18 tuổi nhưng lộ ra khí thức trang nghiêm. Các vị thí chủ, mời theo tiểu tăng tới. Tiểu sa di làm phật lễ với mọi người, sau đó quay người, không ngừng bước đi vào bên trong đại đế sát trận. Quán chủ võ quán vội vàng bảo mọi người đuổi kịp, nhất định phải đi trong phạm vi ánh sáng ngọn đèn bao phủ, nếu không, đại đế sát trận sẽ phát động công kích không lưu tình, cho dù ngươi là thánh nhân mấu tinh cũng chỉ có con đường chết. Lăng Hàn nghiêm túc, hắn không dám xem thường đi từng bước theo sau đi một lúc lâu phía trước tỏa sáng bọn họ đã rời khỏi khu vực đại đế sát trận lăng hàn nhìn chung quanh chỉ thấy khu vực to lớn phía trước có bảo tháp san sát cao thấp trừ việc đó ra còn có miếu thờ trùng điệp tín ngưỡng lực đếm mãi không hết bay lên có chút trực tiếp hóa thành mưa và rơi xuống t ở bên ngoài phải lập công lớn mới có thể tiến vào phật tháp hấp thu năng lượng tinh hoa trong chúng sinh trì nhưng chỉ có mấy ngày mà thôi nhưng nơi này thì sao tín ngưỡng lực nhiều đến mức không chuyển hóa hết, trực tiếp hóa thành mưa rơi xuống. Đây là tranh lệch lớn cỡ nào, mặc dù nói tín ngưỡng lực không thông qua chuyển hóa, không thể bị võ giả hấp thu, nhưng dù như thế cũng đạt được chỗ tốt rất lớn. Lại nói, đã nhiều đến mức không kịp chuyển đổi, chẳng phải có thể tùy tiện đạt được năng lượng thuần túy. Ở chỗ này, khả năng không đáng giá tiền nhất chính là tín ngưỡng lực. Lăng Hàn cảm khái, không hổ là thế lực có tín ngưỡng nhiều nhất tinh không, cho dù hiện tại có một nửa tinh không bị luân hãm, Tín ngưỡng lực của Phật tộc vẫn vững chắc, có thể dùng trong bao lâu? Các vị thí chủ mời, bên cạnh tiểu sa di Từ Tốn nói, hắn cũng không kinh ngạc với biểu hiện của những người vừa vào tịnh địa. Chương 5125, tìm kiếm, bao quát quán chủ võ quán, tất cả mọi người đều cẩn thận đi theo sau tiểu sa di. Mặc dù tiểu sa di chỉ là chú đỉnh, quán chủ võ quán là đại năng giáo chủ, nhưng nơi này là hạch tâm chân chính của Phật tộc, thậm chí A Hàm Phật cũng ở nơi này, giáo chủ là cọng lông gì? Tiểu Sa Di dẫn mọi người tiến vào một ngôi miếu, nơi này tụng kinh không ngừng, sau khi nghe sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, dường như suy nghĩ việc gì cũng dễ dàng. Lăng Hàn lại biết rõ, đây là ảo giác, năng lực tẩy não của Phật tộc là đệ nhất thiên hạ. Loại ảo giác này không đến tôn giả sẽ không thể phát hiện, sẽ cảm thấy đây là thánh địa tu luyện, dần già sẽ có tâm hướng về Phật tộc một cách vô tri vô giác, từ đó triệt để quy tâm. Lúc trước, A Hàm Phật giảng đạo, thậm chí có thể làm hung thú thánh cấp hoàn toàn tỉnh ngộ và làm thủ hộ thú của Phật tộc, có thể thấy được năng lực ảnh hưởng tâm linh khủng bố cỡ nào. Mặc cho người ý chí cứng cỏi, người có thể trải qua ngàn vạn năm tẩy não hay không. Cho nên, ở bên trong tịnh địa, mỗi người đều là tín đồ cực kỳ thành kính với Phật tộc, đều là tử sĩ. Lăng Hàn bảo vệ chặt thần thức, hắn cũng không muốn còn chưa tiến vào chúng sinh chỉ thì mình bị tẩy não thành người Phật tộc. Tiểu Sa Di đi rất nhanh, mọi người liều mạng lĩnh ngộ, đây chính là tịnh địa, Tu luyện ở đây một ngày có thể bằng một tháng hoặc một năm ở bên ngoài. Lăng Hàn rất muốn thả ra thần thức tiến hành cảm ứng, tìm kiếm vị trí chúng sinh trì. Chỉ cần tìm được, hắn có thể lập tức chui vào, sau đó rời đi, kết thúc hành trình Phật tộc lần này. Đáng tiếc, hắn không dám, bởi vì nơi này vô cùng khả năng có một tên đại đế, cho dù bình thường không tỏa ra đế uy nhưng vẫn không phải Lăng Hàn có thể đối kháng. Cho nên, hắn cần bảo trì khiêm tốn, người khác đều đang ngồi hắn ra khỏi miếu thờ và bắt đầu đi khắp nơi. Cũng không có ai quy định phải lưu lại trong miếu thờ. Người khác hỏi tới, hắn cũng có thể nói là hiếu kỳ. Ai có thể trách cứ lòng hiếu kỳ của một thiếu niên nông thôn 17 tuổi. Cứ thế tìm được chúng sinh trì là tốt nhất, không thể, hắn chỉ có thể dựa vào biểu hiện ưu tú, từ đó đánh vào hạch tâm của tịnh địa, khi đó sẽ có cơ hội tiến vào chúng sinh trì. Bên trong tịnh địa, miếu thờ khắp nơi, người ngủ ở nơi này đều là tín đồ thành kính của A Hàm Phật mỗi ngày đều tụng kinh không hỏi thế sự cho dù đi tới nơi nào âm thanh tụng kinh sẽ không đoạn tuyệt tạo thành một loại sức mạnh kỳ diệu tín ngưỡng lực có thể hình thành một loại quy tắc trong thiên địa này tín ngưỡng càng kiên định sẽ hình thành hiệu quả mạnh hơn quy tắc lang hàn nhắc nhở chính mình cẩn thận hai loại quy tắc tương phản đụng nhau khẳng định quy tắc mạnh hơn sẽ thắng thiên địa cũng làm việc theo quy tắc này hắn cứ đi gần như trên đường phố không có người nếu không phải tiếng tụng kinh không dứt người không biết còn cho rằng đây là quỷ vực cũng không có người ra ngăn cản Lăng Hàn đi nơi nào, dường như Tịnh Địa không có bí mật gì cả. Mấu chốt là, nơi này kiến trúc quá nhiều, hơn nữa địa phương cũng quá lớn, cho dù không ai ngăn cản Lăng Hàn, trong tình huống không thể thả thần thức thăm dò, Lăng Hàn cũng không thăm dò được bao nhiêu nơi. Nếu muốn thăm dò Tịnh Địa một lần, không có thời gian mấy tháng thì đừng mơ tưởng, hơn nữa, cho dù thăm dò xong cũng không biết vị trí của chúng sinh trì. Kỳ quái là, một ngày trôi qua, cũng không thấy mặt trời hạ xuống, nó vẫn đảo quanh Tịnh Địa. Trên thực tế, toàn bộ Phật thổ đều không có mặt trời, trước kia không biết, hiện tại mặt trời đã sớm bị âm phủ xâm lấn và dập tắt, nhưng trong Phật thổ lại có mặt trời và mặt trăng. Đây là thủ bút của đại năng, có người tạo ra biến hóa ngày đêm khác biệt. Đến bên trong tịnh địa, ngày đêm biến hóa càng kỳ quái, trực tiếp xóa đi đêm tối. Còn tốt chính là, người nơi này đều là cao thủ trên tiên đồ, nghỉ ngơi chỉ cần minh tường là được, căn bản không cần giấc ngủ. Như vậy, mặt trời quay một vòng là một ngày, lăng hàn đi tới hai ngày hắn không phát hiện cái gì hắn dự định quay về chờ ngày thi đấu hắn đi trở về còn chưa đi mấy bước đã gặp nữ tử áo trắng a à, quách xương ánh mắt lăng hàn nhìn con sóc màu đỏ trên vai của nàng nó đang nhìn hắn chầm chằm nhè răng nhếch miệng giống như có thù hận với hắn tại sao nữ tử này xuất hiện ở nơi đây lăng hàn liên tưởng hắn không dám lấy nhãn thuật quan sát đối phương bởi vì hắn cảm ứng được đối phương sâu không lường được vạn nhất thật sự là siêu cấp cao thủ nếu hắn dòm ngớ khẳng định sẽ bại lộ thân phận của hắn nhưng mà nữ tử này thần bí lại thêm phía trước hắn cảm giác có cường giả đang quan sát chính mình cả hai điệp ra với nhau hắn cảm thấy nữ tử này có khả năng là người đã quan sát hắn hắn cười một tiếng chủ động nói quách cô nương thật đúng dịp không phải đúng dịp quách xương thản nhiên nói ta là cố ý tới tìm ngươi a à, có chuyện gì không lăng hàn hỏi quách xương cười nhạt như trăm hoa đua nở xinh đẹp không gì sánh được Nàng thản nhiên nói: "Ta thấy ngươi đi khắp nơi, cũng muốn hỏi ngươi một chút, ngươi muốn đi chỗ nào, ta có thể dẫn đường." Lăng Hàn kinh ngạc: "Cô nương ở nơi này sao? Ngươi đang bẫy ta lời nói của ta?" Quách Xương hỏi lại, Lăng Hàn nhún vai: "Ta chỉ hiếu kỳ, ta thật sự ở nơi này, cho nên ta rất quen thuộc." Quách Xương thản nhiên nói, Lăng Hàn cũng đàng hoàng thừa nhận: "Ta lần thứ nhất tiến vào Tịnh Địa, ta hiếu kỳ tất cả mọi thứ, nhất là muốn thưởng thức nơi Phật Tổ giảng đạo năm đó. Ta dẫn ngươi đi." Quách Sương nói, vậy cảm ơn nhiều, Lăng Hàn đi mấy bước, hắn sóng vai cùng đi với Quách Sương, con mắt của con sóc trừng mắt, giống như nói ngươi là ai, lại dám đi song song với đại nhân. Hai người tiến lên, một đường lách đông lách tây, cuối cùng đi tới một miếu thờ. Miếu thờ nơi này có cửa nhưng tòa nào cũng mở rộng ra, cũng không có người trông coi. Hai người đi vào, lúc này có khí thức vô cùng cường đại ập tới. Nhưng khí thức nhanh chóng thu về, hơn nữa cũng không thấy có người đi tới, dường như cực kỳ yên tâm với bọn họ. Lăng Hàn nhìn sang Quách Sương bên người, là bởi vì nữ nhân này sao? Quách Sương cười một tiếng, ta nói, ta ở chỗ này. Lăng Hàn cũng cười một tiếng, hắn tiến vào miếu thờ, hắn đi khắp nơi. Quách Sương thật sự quen thuộc nơi đây, tiến hành giảng giải cho Lăng Hàn, đây là Phật trưởng Phật tổ dùng qua, đây là bồ đoàn Phật tổ ngồi qua, dường như không có vật gì nàng không biết. Lăng Hàn không có hứng thú gì với lịch sử, nhưng dù thế nào cũng phải giả vờ vui vẻ hắn bắt đầu hối hận, chương 5126, tranh tài cuối cùng. Lại một ngày sau, Lăng Hàn đã dừng chân dưới miếu thờ. Hắn không tiếp tục ra ngoài, sợ lại gặp quách xương. Nữ nhân này không đơn giản, hắn mặc dù có diễn hồn thuật, chung đụng với nữ tử này quá lâu, vô cùng có khả năng bị đối phương nhìn ra sơ hở. Dù sao, hắn là người ngụy trang, thời gian dài khẳng định sẽ có sơ hở. Mấy ngày sau, 10 chi đội ngũ vương đồ đã tới đông đủ. Sau đó, đây là quyết chiến cuối cùng quy tắc tranh tài cuối cùng đã sửa lại tất cả mọi người giúp thăm sau đó chiến đấu một đấu một không ngừng đào thải thắng đến cuối cùng là người đứng đầu trong quy tắc như thế cảnh giới cũng quá trọng yếu dù sao người có thể khiêu chiến vượt cấp cũng không nhiều cho dù là thiên tài đi nữa vượt qua đại cảnh giới là việc khó khăn cho nên người cảnh giới thấp chờ đợi giúp thăm tận lực đánh mấy trận nữa có thể tận tình phát huy thực lực của mình kể từ đó có khả năng được hấp thu vào trong tịnh địa Tu luyện ở đây một ngày có thể bằng một tháng và một năm ở bên ngoài. 10 chi đội ngũ, tổng cộng có 100 người, vòng thứ nhất có 28 người luân không. Có ít người giúp thăm rất vui vẻ, nguyên nhân ý nghĩa không chiến mà vào vòng 2, nhưng cũng có người giúp thăm không cao hứng, bởi vì hắn chỉ là sinh đan cảnh, hắn hy vọng gặp được sinh đan cảnh, khi đó có thể tận khả năng phát huy thực lực của mình. Hiện tại tiến vào vòng 2, khả năng gặp được sinh đan cảnh sẽ giảm, từ đó gặp bất lợi cho mình. Cũng mặc kệ nói thế nào, đã giúp thăm rồi thì không thể cải biến, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngày thứ hai, phòng thi đấu tấn cấp cuối cùng bắt đầu. Trong tỉnh thổ cũng xuất động một Bồ Tát, cũng chính là tôn giả đi tới đây quan sát, một phương diện khác cũng tỏa chấn. Khả năng chiến đấu cao nhất chính là chân ngã cảnh, có tôn giả tỏa chấn, còn sợ không đánh cược một lần. Nhưng mà, lúc này có tin tức tuôn ra, lần này trong tuyển thủ dự thi lại có một tên hóa linh cảnh. Sau khi biết được tin tức, tất cả mọi người đều chấn kinh lần này chơi như thế nào, không cần tranh quán quân nữa, mặc cho người yêu nghiệt hơn nữa, chân ngã cảnh làm sao có thể ngang hàng với hóa linh cảnh. Chuyện không thể nào, cho dù là Phật tổ năm đó cũng không cách nào làm được. Người này tên là Cơ Lập Nhân, đến từ võ quán Vương Đô, nghe nói đã tham gia đại chiến tịnh địa nhiều lần có hạn mức cao nhất, tổng cộng cũng chỉ có thể tham gia ba lần, sau đó sẽ nhường đường cho người khác, không thể cái gì cũng bị lão bá chiếm. Nhưng hắn tham gia tịnh địa đại chiến lần đầu tiên vào 200 năm trước, về sau, hắn vẫn chu du khắp Phật thổ, phiêu chiến khắp nơi, ma luyện chiến lực. Theo quy định, tuyển thủ tham gia tỉnh địa đại chiến, tuổi tác cao nhất không thể vượt qua 300 tuổi, mà hắn vừa vặn ở vào hạn mức đó. Nhưng tịnh địa chọn lựa nhân tài cũng không phải xem chiến lực và tu vi, càng quan trọng hơn chính là thiên phú. Cho nên dù cơ lập nhân có leo lên bảo tỏa quán quân, mọi người cũng không mất đi ý chí chiến đấu. Lăng Hàn rút thăm được đối thủ vòng đầu tiên là chân ngã cảnh, bởi vậy, chiến đấu cũng không cần lo lắng. Chiến đấu bắt đầu, nguyên nhân có tôn giả đại năng tỏa chấn, hắn có thể tùy ý chế tạo từng không gian chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đồng thời tiến hành chiến đấu, cho nên, vòng đào thải chiến bắt đầu. Ha ha, vận khí không tệ, gặp phải thái điểu tham gia. Đối thủ của Lăng Hàn nhìn thấy hắn thì cười to, Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi là người vội vàng, vì sao lại nói như vậy, đối thủ của hắn cũng không vội, nguyên nhân lúc ngươi nhìn thấy tư liệu của ta, ngươi chỉ có thấy ta là người mới, nhưng quên chú ý tu vi của ta một chút. Lăng Hàn nói, chẳng lẽ người còn có thể là chân ngã cảnh hay sao? Đối thủ kia nói, sau đó hắn bật cười, đây không phải là chuyện cười hay sao? Lần thứ nhất tham gia thi đấu tịnh địa, làm sao có thể là chân ngã cảnh? Lăng Hàn cũng bật cười, dường như hai người không phải là đối thủ, mà là bạn cũ lâu năm mới gặp. Tốt rồi, vui đùa quá rồi, cũng nên giải quyết người đã. Đối thủ kia nói, Lăng Hàn cười một tiếng, tới đi, hư, không thể không nói, là một sinh đan cảnh, dũng khí của thật đáng khen. Đối thủ kia cười lạnh nói, sau đó hắn đánh ra một trường. Bành, Lăng Hàn tùy ý xuất quyền hóa giải một trường kia. Ồ, đối thủ kia sừng sốt, việc này nằm ngoài dự kiến của hắn. Ngươi thật sự là chân ngã cảnh. Lăng Hàn cười một tiếng, vừa rồi nói với ngươi rồi. Làm sao có thể, đối thủ kia vẫn không thể tin tưởng. Lần thứ nhất tham gia thi đấu tịnh địa, khẳng định chỉ là sinh đan cảnh, đây là tầng sàng lọc quyết định ngươi cũng quá biến thái rồi hư cho dù ngươi là chân ngã cảnh ta cũng có thể bại ngươi đối thủ kia lại giết tới lần này hắn vận dụng toàn bộ chiến lực hắn cũng không tin hắn dùng toàn lực lại không đánh bại đối thủ oanh 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 hai người kịch chiến đối thủ kia khiếp sợ phát hiện lăng hàn chẳng những là chân ngã cảnh hơn nữa tiểu cảnh giới còn trên cả hắn hắn hoàn toàn không thể tin được dạng tuyển thủ như thế làm sao lại là lần đầu tham gia thi đấu tịnh địa hại người mà mặc hắn hành động đủ kiểu nhưng vẫn không thể cứu vãn, chỉ qua mấy chục chiêu đã bị đánh bại. Lang Hàn thắng được, đây là việc đương nhiên, hắn cũng không có vẻ mừng rỡ, yên tĩnh chờ đợi những người khác chiến đấu kết thúc, bắt đầu vòng đào thải thứ hai. Có thời gian chiến đấu dài, có rất ngắn, nhưng dài cũng không vượt qua một ngày, sẽ do vị tôn giả của Tịnh Địa quyết định ai sẽ là người chiến thắng. Thời điểm thi đấu ngày thứ hai, vòng giao đấu thứ hai bắt đầu. Lần này không có người luân không, từng chàng đại chiến bộc phát có thể trả qua sàng chọn trùng điệp, bị chọn tham gia tỉ thí cuối cùng, có người nào không phải thiên tài. Bởi vậy, trừ phi là chân ngã cảnh gặp được sinh đan, khi đó có thể giải quyết chiến đấu rất nhanh, bằng không sẽ đánh lâu dài với nhau. Một ngày sau đó, 32 trận đấu đã kết thúc, chỉ có 5 tên sinh đan cảnh còn lưu lại. Sau khi lại đào thải một lần, sinh đan cảnh chỉ còn lại một tên. Thời điểm tới 8 người mạnh nhất, sinh đan cảnh cuối cùng cũng biến mất, nguyên nhân chỉ có một tên sinh đan cảnh, khẳng định sẽ đụng phải chân ngã cảnh, có làm sao không bại. Đúng dịp chính là, đúng lúc Lăng Hàn gặp được tên sinh đan cảnh duy nhất, cũng làm cho mọi người cho rằng hắn may mắn mới vào được vòng 8 người mạnh nhất. Nhưng mà, tiếp tục quyết đấu, Lăng Hàn sẽ đụng phải cơ lập nhân. Ha ha, gia hỏa này đã sử dụng hết vận may. Làm hóa linh cảnh duy nhất, cơ lập nhân gặp được ai, người đó sẽ nghỉ sớm, sẽ không thể đi tiếp. Không có cách, trời cao là công bằng, trước tiên gặp một tên sinh đan cảnh, chiếm đủ tiện nghi. Đương nhiên cần phải phun ra. Có thể tiến vào 8 người mạnh nhất là rất tốt, đúng thế, chẳng lẽ còn muốn dựa vào vận khí tiến vào 4 người mạnh nhất sao? Mọi người nơi này nghị luận với nhau, bắt đầu khai chiến. Có rất nhiều quán chủ xem cuộc chiến, bọn họ cho rằng sẽ kết thúc rất nhanh cho nên đi xem trận đấu khác. Chương 5127, không được chọn. Cơ lập Nhân Cao ngạo đối mặt Lăng Hàn, hắn như thiên thần vô thượng. Hắn thấy, bất cứ trận giao đấu nào cũng vô nghĩa hắn là Hóa Linh chân quân hắn có thể nghiền ép mọi người. Cho nên, hắn chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhận thua đi, hắn từ tốn nói, lang hàn cười cười, ngươi lấy tự tin ở đâu ra vậy? Đây là hiện thực, cơ lập nhân hiếm khi nói được nhiều hơn hai câu. Ta là hóa linh chân quân, ngươi chỉ là chân ngã cảnh, cần nói nhiều hay sao? Đây là nghiền ép, là chân lý của võ đạo, hiếm có người nào vượt qua đại cảnh giới. Đương nhiên, ngoại trừ lăng hàn, nhưng quái thai như vậy chỉ có một. Lăng hàn lắc đầu, thật xấu hổ, hôm qua ta đột phá, hiện tại cũng không phải chân ngã cảnh. a, à, cơ lập nhân sững sờ, thật hay giả, người khoác lác đi, có ai đột phá mà không phải lắng động vô số năm, làm gì có người nghĩ đột phá là đột phá. Ha ha, người đúng là khoác lác, hắn lắc đầu, một trăm cái không tin, tới, lang hàn ngoác ngoác ngón tay, con người của ta thích nhất là dùng lý phục người, phách lối, cơ lập nhân cười lạnh, cho dù người đột phá, người cũng chỉ là nhất biến mà thôi. Mà hắn lại là tam biến ta lĩnh giáo một chút, cơ lập nhân xuất thủ, hắn xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Bành, lang Hàn không có trốn tránh, hắn lựa chọn đáp lễ. Tiếng nổ vang lên, công kích của cơ lập nhân bị tiêu trừ, nhưng phối hợp với tu vi hóa linh một biến, Lăng Hàn cũng đằng 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 liên tiếp lui về phía sau. Đều đến một bước này, không ai không giật mình. Phốc, thấy cảnh này, tất cả mọi người thổ huyết, làm sao có thể, gia hỏa này chính là hóa linh chân quân. Phía trước còn nói ra hỏa này vận khí tốt gặp sinh đan cảnh duy nhất, nhẹ nhõm thẳng tiến tám người mạnh nhất, nhưng con đường phía trước đã đoạn tuyệt, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này lại đột phá vào thời điểm quan trọng. Hóa linh chân quân thứ hai đấy, tự ý nào đó mà nói, hắn đã là á quân. Ai, lần này tất cả mọi người không cảm thấy hắn vận khí tốt nữa, mà là không may, không ngờ hắn lại gặp được cơ lập nhân. Người xem, nhất biến đấu tam biến, tranh lệch là có thể thấy ngay. Lúc này, Lăng Hàn căn bản không có cảm giác kẻ yếu, hắn lại chủ động cường công. Đây không phải muốn bị đánh sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu, lần này Lăng Hàn bại trận rất nhanh. Cơ lập Nhân cười lạnh, hắn khẳng định tu vi của Lăng Hàn đúng là hóa linh cảnh, nhưng tam biến đấu nhất biến, hắn tự nhiên sẽ nắm chắc 10 phần. Còn dám cướp công, ngươi lấy dũng khí ở nơi nào? Hắn xuất ra một trường toàn lực hành động, hắn phải kết thúc chiến đấu thật nhanh. Với tu vi cảnh giới của hắn, thắng là đương nhiên, cho nên chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất chiến thắng mới có thể biểu hiện tu vi của hắn nhưng sự thật lại tàn khốc hơn suy nghĩ của hắn, Lăng Hàn thi triển hết thân pháp, vô cùng linh động, mỗi quyền mỗi cước đều đúng chỗ, cũng tiêu trừ công kích của cơ lập nhân sạch sẽ. Cơ lập nhân chiếm ưu thế về mặt sức mạnh, ở phương diện cảnh giới hắn lại không mạnh hơn bao nhiêu. T, kết cục ngang tay. Không, người tinh mắt có phát hiện, cục diện đang dần dần nghiêng về phía Lăng Hàn. Gia hỏa này có thiên phú võ đạo quá kinh khủng, cũng phát huy mỗi phần lực lượng tới cực hạn cũng suy diễn công kích hoàn mỹ, cho nên hắn có thể lấy yếu thắng mạnh. Quả nhiên, cơ lập nhân dần dần lâm vào hạ phong. Đến lúc này, cho dù là ai cũng cảm thấy tỷ lệ lăng hàn thắng rất lớn. Tái chiến 300 hiệp, cơ lập nhân không thể không nhận thua. Tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ bị đánh bại, khi đó còn khó nhìn hơn hiện tại, còn không bằng chính mình nhận thua, ít nhất mặt mũi không trở ngại. Hắn nhìn lăng hàn, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật như vậy. Gia hỏa này yêu nghiệt, chính mình cũng không yếu, Hiện tại bị đối phương vượt qua hai tiểu cảnh giới đánh thắng. Lăng Hàn cười một tiếng, nếu không phải hắn có bảo tồn, đừng nói hai tiểu cảnh giới, bảy tám tiểu cảnh giới cũng không có gì. Sau trận chiến này, mặc dù Lăng Hàn tạm tiến vào bốn người mạnh nhất, hiện tại tất cả mọi người đều biết hắn chính là quán quân. Chẳng lẽ còn có người thứ hai có thể đột phá chân ngã đến hóa linh hay sao? Không thể nào, quả nhiên, hai vòng đấu tiếp theo, Lăng Hàn chiến thắng dễ dàng, cũng đạt được chức quán quân. Đến tận đây Giải thi đấu võ quán kết thúc, phần lớn người đều dọn đường quay về, chỉ còn một số ít người lưu lại. Người bị tịnh địa chọn chúng, ngày sau sẽ có thể đứng đầu một thành. Nếu là trước kia sẽ được đưa đi thiên vực, động một ít là đứng đầu tinh cầu hoặc tinh vực, khi đó càng thêm châu bò. Đương nhiên, người quay về cũng không lo lắng, dù sao về sau vẫn còn cơ hội. Lại nói tịnh địa không muốn, võ quán vương đô khẳng định sẽ lưu, đó cũng là một lựa chọn tốt. Ngoài dự liệu chính là, lang hàn không bị lưu lại việc này làm mọi người giật mình mặc dù nói lăng hàn tu vi tăng nhanh có quan hệ với thực linh thể tốc độ trưởng thành quá nhanh đánh một trận với cơ lập nhân cũng đủ nói rõ thiên phú võ đạo của hắn vì cái gì tịnh địa không muốn bọn họ có thể chất vấn quyết định này hay sao mặc dù có chút người cảm thấy không công bằng với lăng hàn nhưng cũng không dám nói cái gì càng nhiều người đang cười trên nỗi đau của kẻ khác lăng hàn cũng không ngờ rằng chính mình biểu hiện trói mắt như thế nhưng lại không bị tịnh địa chọn chúng hiện tại làm sao một lần nữa, có nên tuyển chọn lần nữa hay không? Thời gian không chờ ta, hiện tại hao phí một giây cũng là sai lầm lớn, vạn nhất có thượng cổ đế tử thành đế, khi đó hắn chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Càng kinh khủng hơn chính là cái gì? Thượng cổ đế tử thuộc về 12 tuyệt địa, khi đó tân đế và 12 cựu đế liên thủ, thế lực cường đại như thế, trên đời này có ai có thể ngang hàng? Không thành đại đế, Lăng Hàn nắm giữ hạt giống thánh hỏa thì như thế nào? Thánh nhân mạnh nhất lịch sử, cho dù là thánh nhân mạnh nhất thì có thể ngang hàng chuẩn đế sao. Lăng Hàn không ngừng suy nghĩ, hắn cũng không có làm ẩm ý, hắn đi theo đoàn người quay về. Rõ ràng hắn ưu tú như thế cũng không có bị lưu lại, từ đó nói rõ một điểm. Hắn đang bị khảo sát, càng có trọng dụng, cho nên, Lăng Hàn theo mọi người quay về ngự hải vương đô, cũng đáp ứng võ quán mời và lưu lại trong võ quán. Hắn mỗi ngày tu luyện một chút, rảnh rỗi đi ra ngoài dạo chơi, hắn sinh hoạt rất nhàn nhã. Cuộc sống như vậy kéo dài hai tháng, cuối cùng nghinh đón biến hóa. Có người tới bái phỏng Lăng Hàn, lại là quách xương, Lăng Hàn hiểu ra, hắn có thể tiến vào vương đô Phật tháp chúng sinh chỉ là nhờ nữ tử này can thiệp, mà hắn không thể lưu lại bên trong tịnh địa cũng là nàng làm. Hắn hiếu kỳ, nữ tử này là ai? Đáng tiếc, hắn không thể vận dụng nhãn thuật, nếu không, hắn sẽ nhìn ra đầu mối. Quách cô nương đến mang ta đi tịnh địa, hắn nói thẳng, cũng không có quanh co lòng vòng. Trường 5128, chiếu dọi bản thân. Vì sao ngươi cho rằng như thế? Quách xương không có trả lời, nàng hỏi ngược lại. Lang Hàn rất tự tin nói. Với biểu hiện của ta, có kẻ nào sánh bằng? Hết lần này tới lần khác ta không được chọn, cho nên, ta chỉ có thể cho rằng, đây là khảo nghiệm ý chí của ta. Quách xương bật cười, nàng gật đầu. Ngươi thật tự tin, nhưng ngươi đoán đúng. Ở thời khắc đỉnh phong của nhân sinh lại nghênh đón đả kích, còn có thể bảo trì bình thản như thế, ngươi thật sự có tiền đồ, Lăng Hàn không có vui mừng, hắn tò mò nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Sau này ngươi sẽ biết, hiện tại, đi theo ta đi. Quách Sương nói, không cần thông báo cho võ quán một tiếng hay sao? Không cần, Lăng Hàn gật đầu, hắn đi theo Quách Sương, lúc này đi tới xung quanh trận pháp đại đế. Lần này, Quách Sương cầm đèn dầu đi vào bên trong. Lăng Hàn vội vàng đuổi theo. Khi hai người đi vào trong trận pháp đại đế hoặc nói là đi vào chân chính, hắn nhìn thấy trên thân Quách Sương tỏa ra khí tức cường đại, trên người cũng có ánh sáng nhẹ lộng lẫy nhưng thần thánh. Nàng chính là thánh nhân, lang Hàn hiểu ra, việc này nằm trong dự liệu của hắn nhưng trên mặt phải kinh ngạc. Ngươi là ai? Quách xương nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, cảm giác áp bách rất mạnh, Lăng Hàn sẽ không sợ nhưng hắn chỉ là hóa linh chân quân nho nhỏ, tự nhiên cần phải biểu hiện nên có, bằng không hắn thật vất vả tiến vào tịnh địa, thân phận giả bị lộ thì quá ủy khuất. Quách xương phất phất tay, có người sẽ dẫn người đi tới chỗ ở nàng bước đi chỉ trong nháy mắt đã biến mất bóng dáng nhiều lắm chỉ là thánh nhân vạn tuổi lang hàn nhìn bóng lưng đối phương lần này hắn đã có thể vận dụng nhãn thuật quách xương tuyệt không có khả năng nhận ra nghe nói a hàm phật cũng không có con dòng dõi cho nên người này chính là đệ tử thân truyền của a hàm phật đệ nhất thánh nữ nói như vậy quách xương không hẳn là tên thật của nàng đúng rồi con sóc kia gọi là quách vân Quách Sương khẳng định không phải tên thật của nàng. Có điều mặc kệ nàng, ta chỉ muốn vào chúng sinh trì mà thôi. Lăng Hàn cảm khái, đã tới đây lâu như vậy, hắn tiến vào tiểu chúng sinh trì ba lần, nhưng chúng sinh trì chân chính thì sao? Lúc này có một tiểu sa di nhanh chóng đi tới và dẫn Lăng Hàn đến chỗ ở. Đương nhiên đó là một ngôi miếu, Lăng Hàn ở trong biệt viện nhỏ, nơi này có ba người. Ba người kia nhìn thấy Lăng Hàn thì giật mình, tại sao lại là Lăng Hàn? Ba người này theo thứ tự là Già Thái Long, cơ lập nhân và một thanh niên trổ hết tài năng trong tranh tài, tất cả đều được dàn xếp tại nơi này. Bọn họ cho rằng Lăng Hàn đã bị đuổi đi, có ai ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, đây đúng là việc khó tin. Lăng Hàn cười một tiếng, các vị, xem ra chúng ta sẽ làm hàng xóm trong một thời gian. Ba người đều thở dài, trước đó tịnh địa không có lưu Lăng Hàn, bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, nguyên nhân Lăng Hàn có thiên phú võ đạo còn trên cả cơ lập nhân, mà cơ lập nhân đều bị lưu lại, vì cái gì Lăng Hàn không được. Hiện tại thấy Lăng Hàn trở về, bọn họ đều hiểu, cho dù bọn họ không hiểu ẩn tình nhưng biết tịnh biệt tuyệt đối rất xem trọng Lăng Hàn. Bọn họ chờ ở nơi này mấy ngày, liền bị một tên tiểu sa di mang đi một tòa miếu thờ khác. Ngôi miếu này rất lớn, bọn họ đi vào trong thiền đường, cổ quái là, chính giữa thiền đường lại có một vách tường bạch ngọc nhưng cũng không có phá nóc nhà, nó chỉ cao bằng một người. Trừ bốn người Lăng Hàn ra, nơi này còn có thật nhiều người đang ngồi xếp bằng, cũng không biết đang minh tưởng hay giết thời gian, Tiểu Sa Di mang theo bốn người đi vào và rời đi. Bốn người Lăng Hàn học theo dáng vẻ của những người khác, cũng tìm nơi ngồi xuống. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn sang, chỉ thấy người nơi này tu vi không đồng đều, có người là chú đỉnh, có người đạt tới cấp giáo chủ, có rất nhiều tăng lữ và người thế tục. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên tĩnh chờ đợi. Qua một hồi lâu, có một lão tăng xuất hiện, đây là một tên tôn giả, mà ở bên trong Phật tộc, tôn giả được gọi là Bồ Tát vị này tên là lạc thư bồ tát lão tăng mở miệng nói bắt đầu đọ sức hôm nay đi a à, đánh nhau sao lang hàn sướng sờ tu vi người nơi này không đồng đều đánh nhau thế nào nhưng hắn phát hiện những người khác đã đứng lên và đi tới vách tường bạch ngọc sau đó quay người dùng lưng tựa vào vách tường đây là tình huống như thế nào hắn không hiểu ô hắn cũng tựa lưng vào vách tường đột nhiên hắn phát hiện mình xuất hiện trong không gian kỳ dị cái này hắn nghĩ nghĩ hắn thả thần niệm ra và tiến vào không gian này lập tức trước mặt hắn xuất hiện từng hình người hư không đại đế lăng thiên tổ vương cửu dương thánh nhân lăng hàn kinh ngạc chỉ thấy thần niệm đụng vào những người này và có từng tin tức rót vào đầu những hình người này đều là đại nhân vật quát tháo hư không hiện tại chỉ cần dùng thần niệm dung hợp với hình người là có thể tạm thời biến thành hóa thân hắn hiểu ra cái gọi là chiến đấu chính là lợi dụng hóa thân chiến đấu mỗi bộ hóa thân đều có kỹ năng của mình hơn nữa đều có sở trường. Ví dụ đặc điểm của chân hoàng chính là tốc độ nhanh, mà chân long chính là nhục thân cường đại, man lực phách tuyệt, tất cả đều có giá trị tương ứng. "Nhanh chóng lựa chọn tải cụ chiến đấu của mình." Một giọng nói vang lên, chính là lão tăng kia. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn quét qua, trong nháy mắt hắn nhìn sang các hóa thân. Nơi này có đại đế hóa thân, còn có thượng cổ thánh nhân, thậm chí còn có thần thú thời kỳ viễn cổ, nhưng Lăng Hàn không quan tâm. Hắn tin tưởng mình mới là mạnh nhất. A à, hắn kinh ngạc phát hiện hình người cuối cùng có ngũ quan mơ hồ lấy thần niệm chạm vào tức tức phản hồi chiếu dọi bản thân dùng chính mình làm hóa thân lăng hàn cười một tiếng hắn chọn cái này hắn dùng hợp thần niệm hóa thân phân tích thần hồn của hắn cũng số liệu hóa tốc độ và lực lượng của hắn nhưng lăng hàn có diễn hồn thuật hắn có thể mô phỏng chính mình là hóa linh cảnh cũng biểu hiện ra tất cả chỉ số đương nhiên chỉ số không thể quá khủng khiếp nhiều lắm chỉ có thể xem như thiên tài sau khi hoàn thành những thứ này, cảnh vật trước mắt biến hóa, hắn tiến vào trong tinh không. Lão Tăng cũng xuất hiện, thân ảnh của hắn cực lớn, cái đầu của hắn còn lớn hơn tinh cầu. Chiến đấu bắt đầu, chương 5129, hóa thân chiến. Lăng Hàn đang khó hiểu, chiến đấu bắt đầu. Đánh ai đây, nhiều người như vậy, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một tên đại đế lao tới. Đây là thiên lạc thánh hoàng, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy thi thể, mặc dù khi đó thi thể thánh hoàng lớn hơn cả ngôi sao, hắn đứng nhìn chỉ thấy gương mặt mà thôi. Lúc thần thức của hắn quét qua, hắn lại kinh ngạc phát hiện có tin tức phản hồi. Đây là già Thái Long. Được rồi, trước đó đánh bại hắn, hắn nuốt không trôi cục tức kia, cho nên bây giờ muốn đòi lại. Nhưng đại đế ngăn cản thế nào? Oanh, già Thái Long rút kiếm chém đứt tinh hà. Lăng Hàn biết rõ vì sao đại đế lại chỉ có chiến lược chân ngã cảnh. Hắn xuất quyền ngăn cản. Sau khi đánh một cái, hắn phát hiện ra chính mình cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lược chân ngã cảnh. A, à, cảnh giới song phương là giống nhau. Khó trách tất cả mọi người chọn đại đế làm tài cụ, nguyên nhân trong cùng cảnh giới, đại đế chính là mạnh nhất, chỉ có thánh nhân cường thế như Cửu Dương thánh nhân mới có thể so sánh. Lăng Hàn lắc đầu, hắn cũng giật mình, cho dù là đại đế mô phỏng ra nhưng chỉ có hình dáng đại đế mà thôi, cũng là một đống số liệu. Tỷ như, xem lực lượng đại đế cao nhất là 100, như vậy, thánh nhân cường thế là 99. Trên thực tế việc này không có quan hệ gì tới đại đế nhưng Lăng Hàn bố trí số liệu của mình cũng đã có dấu nghề, đưa đến lực lượng, tốc độ của hắn theo không kịp, theo cực hạn chừng 100 tính, hắn chỉ có 80, còn thấp hơn nhiều. Bành, một kích mà thôi, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài. Trương Hàn Quân, đánh nhau cùng cấp chân chính, ta làm sao thua ngươi? Già Thái Long cao ngạo, sắc mặt Lăng Hàn cổ quái, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế? Rõ ràng dựa vào số liệu hóa thân cao hơn, thế mà chạy tới nơi đánh nhau cùng cấp với hắn? hắn ổn định thân thể chiến đấu như vậy có chỗ tốt là không bị thương lại có thể trải nghiệm thực chiến chiến đấu vừa mới bắt đầu bây giờ nói thắng thua còn quá sớm ngươi không cảm thấy buồn cười sao lăng hàn nói ngươi nhất định bại già thái long bay lên và chém một kiếm cho dù tốc độ hay lực lượng hắn đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối dùng tài cụ hóa thân vận chuyển ra chiêu thức đặc thù của tài cụ tất cả cũng bị số liệu hóa ví dụ như đại đế có siêu cấp tuyệt chiêu uy lực vô cùng kinh khủng chiêu thức như vậy chỉ dùng được trong vài giây. Bởi vì Lăng Hàn mô phỏng hóa chính mình, hắn không có đại chiêu gì nên hắn ăn thiệt thòi. Đại chiêu bộc phát chiến lực gấp 10 lần trong nháy mắt, chỉ cần dòm ngó đúng thời cơ đánh ra là có thể chiến thắng. Nhưng Lăng Hàn không thèm để ý, hắn chỉ vận dụng năng lực của mình, đây mới là đạo mạnh nhất. Oanh, già Thái Long huy kiếm chém tới, đây là kiếm pháp của thiên lạc Thánh Hoàng nhưng bởi vì chỉ mô phỏng hóa, cũng không phải đế thuật của Thánh Hoàng chân chính, nhưng uy lực cũng được phóng đại thật lớn ngược lại mô phong có chân thật hay không cũng không trọng yếu lăng hàn chiến đấu rất gian khổ bởi vì lực lượng tốc độ tiên thuật đều bị thua thiệt nhưng hắn lâm trận ứng biến và phát huy chiến lực của mình tới cực hạn số liệu hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là trên lý luận muốn chân chính chuyển hóa lực lượng tốc độ thành chiến lực cần bản thân khống chế già thái long có thể so sánh với lăng hàn sao thế là cảnh tương làm người ta khiếp sợ phát hiện lăng hàn đang lâm vào thế yếu cũng dần dần chiếm cứ thượng phong ngay từ đầu người khác đều chăm chú chiến đấu nhưng luôn có người nhòm ngó chiến đấu bên này sau đó hắn chấn kinh một hai ba càng ngày càng nhiều người ngừng lại bọn họ đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lăng hàn trời à có người dùng tài cụ sứt sẹo chống lại tài cụ đại đế người xem bọn họ có người nào không lựa chọn tài cụ đại đế kém một chút cũng sẽ lựa chọn thánh nhân thậm chí không ai chọn yếu hơn thánh nhân thế nhưng trương hàn quân lại mô phỏng hóa chính mình t đây là tự tin cường đại cỡ nào mà trên thực tế việc này không phải cao ngạo mà là có thực lực như thế già thái long bạo phát đại chiêu lại bị lăng hàn tránh khỏi sau đại chiêu là suy yếu ngắn ngủi sau đó bị lăng hàn nắm lấy cơ hội hắn dùng hai ba chiêu giải quyết chiến đấu đến tận đây chiến đấu kết thúc tất cả mọi người xôn xao trong chiến đấu như thế lực lượng tốc độ mỗi người đều bị hạn định uy lực của tiên thuật cũng giống như thế yếu một chút ưu điểm càng rõ ràng trên lý luận mà nói trong tình huống các loại chỉ số đều bị áp chế thì không có khả năng lật bàn. Nhưng Lăng Hàn làm được, gia hỏa này quá đáng sợ, Lăng Hàn xem thường, hắn cũng không phải đánh thắng đại đế lúc trẻ, chỉ là một đống chỉ số mà thôi. Đây là chuyện gì, đương nhiên, nếu như buông tay đánh cực một lần, hắn tin tưởng đại đế lúc trẻ cũng không phải đối thủ của hắn. Đừng cuồng, ta đến chiến ngươi, lại có một tên đại đế giết tới, là cơ lập nhân, hắn lựa chọn bạch vũ thánh hoàng, hai tay chấn động và có vô số mây trắng đánh tới và hóa thành thần mang chiến lực của hắn đạt tới hóa linh cảnh lang hàn hiểu đây là song phương điều chỉnh cảnh giới sẽ lấy lấy tu vi yếu làm chuẩn trước đó giả thái lòng yếu hơn hắn một cảnh giới cho nên bọn họ lấy chân ngã cảnh làm chuẩn hiện tại hắn và cơ lập nhân cùng là hóa linh cảnh cho nên cấp độ chiến đấu tăng lên một cấp lang hàn vẫn chiến đấu gian nan nhưng thông qua lần lượt bắt giữ cơ hội hắn vẫn chiếm cứ thượng phong cuối cùng đánh bại đối thủ Việc này làm mọi người hoảng sợ, thắng liên tiếp hai trận, sức thuyết phục 10 phần. Không có người nào khai chiến với Lăng Hàn, bởi vì làm thế là tự tìm không thoải mái. Sau gần nửa ngày, chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người có cảm ngộ và rời khỏi vách tường Bạch Ngọc, bọn họ trao đổi tâm đắc chiến đấu với nhau. Mà Lăng Hàn trở thành tiêu điểm, có rất nhiều người vây quanh hắn, cũng thỉnh giáo kỹ xảo chiến đấu của hắn, cho dù là giáo chủ không bỏ được khuôn mặt nhưng vẫn vỉnh tai lắng nghe. Lăng Hàn cũng không có bảo tồn, hắn thản nhiên nói ra cảm mộ của mình. Nhưng đây là kinh nghiệm do hắn trải qua thiên truy bách luyện mà thành, làm sao có thể nói là nắm giữ được. Người khác nghe rất có đạo lý, nhưng muốn làm được trong thực chiến lại không được. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể cảm khái, thì ra trên thế gian lại có thiên tài trời sinh am hiểu chiến đấu. Sau đó, cách mỗi mấy ngày sẽ có mô phỏng chiến đấu như vậy. Lăng Hàn càng đánh càng mạnh, hắn cũng xác lập vô địch trong chiến đấu mô phỏng. Cứ như vậy, ba tháng sau, Quách Sương xuất hiện lần nữa. Chương 5130, ba lựa chọn, biểu hiện của ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta." Quách Sương nói, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Nàng đã biết rõ, thời điểm chiến đấu mô phong, Lăng Hàn cũng không có tuyển dụng đại đế hoặc là thánh nhân làm tài cụ, mà là trực tiếp mô phỏng tự thân. Lấy sức một mình đối kháng đại đế hóa thân, việc này cần dũng khí. Đương nhiên, xưa nay cũng không phải là không có dạng người này, nhưng sự thật chứng minh những người này tự tin quá độ người nào cũng dùng chiến bại mà kết thúc. Cho nên, giống như Lăng Hàn, đây không phải tự tin, mà là thiên phú võ đạo cường đại, đây mới là điểm hiếm có nhất. Lăng Hàn cười một tiếng, ta là người chú định trở thành đại đế. Lời này quá khoác lác, Quách Sương cười một tiếng, người trẻ tuổi đều mù quáng, thời đại bây giờ là thịnh thế trăm hoa đua nở, thượng cổ đế tử đều xuất hiện trên nhân gian, càng có thiên tài yêu nghiệt như Lăng Hàn, Đinh Thụ. Muốn thành đế tại thời đại này cần vận khí to lớn, Người trước mặt có thiên phú cực mạnh, nhưng tu vi của hắn tăng lên quá chậm, vận khí sẽ không đứng về phía hắn. Vì ban thưởng ngươi, ta có thể cho ngươi ba lựa chọn, ngươi lựa chọn một cái. Quách Sương nói, thứ nhất, ta truyền cho ngươi lục tử minh vương chú. Bành, trái tim lang hàn đập mạnh giống như hắn rất muốn học. Đây là đế thuật phương diện tinh thần, mặc dù hắn chỉ học được bí quyết chữ úm nhưng uy lực lại không tầm thường. Nếu như hắn học đủ, khi đó sẽ rất mạnh, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp lại, hắn bảo trì bình thản còn lại hai lựa chọn là cái gì thứ hai ta có thể đưa ngươi vào bên trong chúng sinh trì tu luyện ba ngày quách sương tiếp tục nói chúng sinh trì này không phải những cái mà ngươi đi vào lần trước mà là chúng sinh trì chân chính là nơi phật tổ tự tay sở kiến tiến vào nơi này tẩy luyện nhục thân có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt thiên phú chiến đấu của ngươi bất phàm nhưng tư chất còn kém một chút thông qua chúng sinh trì là có thể giúp ngươi đền bù nhược điểm này trong nháy mắt lăng hàn vui mừng chúng sinh trì hắn chờ đến cuối cùng nhưng chọn hạng thứ hai lại không giúp tu vi của ngươi biến hóa rõ ràng chỉ có thể giúp ổn định căn cơ chỗ tốt cần chờ tới ngày sau mới có thể phát huy quách xương lại nói lăng hàn gật gật đầu hắn hết sức bình thản cũng không có mở miệng mặc dù đó là việc hắn không cần suy nghĩ thứ ba ta có thể truyền cho ngươi giả diệp đa la kinh đây là công pháp thánh cấp dựa vào đó mà tu luyện tiến cảnh của ngươi sẽ nhanh đến mức kinh người quách xương lại nói ba cái lựa chọn đế thuật trực tiếp tăng lên chiến lực, hơn nữa lục tử minh vương chú còn có thể minh tâm kiến tính, chân áp tâm ma, tuyệt không chỉ là một môn đế thuật bình thường, chúng sinh trì, thoát thai hoán cốt, mà thánh thuật sẽ giúp hắn tăng tu vi tiến cảnh lên. Nếu là người khác sẽ cảm thấy khó lựa chọn, mỗi cái đều có tác dụng với mình, làm sao lựa chọn bây giờ? Lăng Hàn không cần do dự, hắn chỉ hơi trầm ngâm và nói. Ta chọn cái thứ hai, quách xương tán thưởng gật đầu, đế thuật, công pháp thánh cấp, ngày sau đều có cơ hội có được, nhưng rèn luyện thể chất cần phải làm sớm, nguyên nhân chính là, một khi bỏ lỡ cơ hội vững chắc căn cơ, sau này sẽ khó mà đền bù, hơn nữa, phải trả cái giá rất lớn. Ta cho người ba cái lựa chọn, cũng là khảo nghiệm với ngươi, ngươi lại thông qua được. Ách, đây là đánh bậy đánh bạ thông qua sao? Nếu như Lăng Hàn không phải muốn thắp sáng thánh hỏa, vậy hắn sẽ chọn lục tử minh vương chú, bởi vì hắn đã vô cùng yêu nghiệt, hiệu quả rèn luyện của chúng sinh chỉ sẽ vô hiệu với hắn, mà công pháp thánh cấp với hắn chẳng khác gì rác rưởi hắn đã nắm giữ chiến lược quét ngang 99% thánh nhân, còn cần công pháp thánh cấp. Người tắm rửa chai giới ba ngày, ta sẽ dẫn người đi chúng sinh trì. Quách xương nói, sau đó quay người rời đi. Lang Hàn khẳng định, vị này chính là đệ tử thân truyền của A Hàm Phật, nếu không, cho dù nàng là thánh nhân cũng không thể nắm giữ đại quyền, một lời quyết định chuyện quan trọng như thế. Nghe nói Phật tộc còn có một vị một đệ tử thân truyền của Đại Đế, tên là Thích Cương, hắn chính là Phật tử sớm nhất. Lăng Hàn tĩnh tọa, hắn khôi phục tâm tình, cuối cùng hắn cũng có thể tiến vào chúng sinh trì. Thánh vị đã gần ngay trước mắt, hơi kích động, hắn quả thật tắm rửa trai giới, cho đã đủ, cần gì phải ngã ở vòng cuối cùng. Ba ngày sau, một tên tiểu sa di tới dẫn hắn đi tới chúng sinh trì. Đi vòng quanh thật lâu, cuối cùng hắn cũng đi tới một tòa miếu lớn, sau đó, tiểu sa di rời đi, đổi thành một vị lão tăng đến tiếp tục dẫn hắn. Lão tăng này chính là thánh nhân, mặc dù khí thức của hắn không hiện, còn còng lưng giải dạ yếu, nhưng chỉ ngẫu nhiên lưu truyền một tia khí tức cũng rất kinh khủng. Đây là thánh nhân cửu tinh, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, có khả năng khoảng cách chuẩn đế một tia. Nhưng đừng nhìn chỉ cách một tia, 99% thánh nhân cả đời này không thể chạm tới. Lại nói, từ xưa đến nay, có mấy người đã tới thánh nhân cửu tinh. Lão Tăng mang theo Lăng Hàn đi vài bước đã thở hồn hền. Lão nhân ra, ngài nghỉ ngơi trước đi, Lăng Hàn nói, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, ngươi là thánh nhân cửu tinh giả vờ mệt như thế làm gì? Lão Tăng gật đầu với hắn, hắn thật ngồi xuống đất và nói. Đầu năm nay, người trẻ tuổi kiên trì như ngươi không nhiều. lang Hàn cười một tiếng, kính dạ yêu trẻ, đây là phẩm chất tốt nha. Lão Tăng gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 3 giờ. Lão Tăng giống như hóa thành tảng đá, hắn không có mở mắt ra. lang Hàn cũng không thúc giục, hắn ngồi bên cạnh chờ đợi. Dòng dã 7 ngày sau, lão tăng lại mở mắt ra và nói ôi chao lão nạp không cẩn thận ngủ thiếp đi không sao lăng hàn cười nói vẻ mặt bình tĩnh hắn không hề không kiên nhẫn đây cũng là khảo nghiệm ai người phật tộc thật sự lòng dạ hẹp hòi không có kẻ nào thống khoái cả lão tăng vươn người đứng dậy hắn tiến lên lần nữa sau khi đi vài bước hắn lại thở hổn hển lúc này không cần chờ lăng hàn mở miệng hắn lại ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi lăng hàn cười một tiếng hắn ngồi bên cạnh đối phương vẫn không có thúc giục. Hết lần này tới lần khác, lão tăng động một chút lại nghỉ ngơi, mà thời gian khác nhau, có đôi khi là vài phút, có đôi khi lại là nửa tháng, nhưng cho dù lão tăng động chút là ngồi xuống nhưng lang hàn không thúc giục chút nào. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua, rốt cuộc lão tăng cười nói, người trẻ tuổi, người rất không tệ, lang hàn cũng cười một tiếng, nhưng trong lòng nói thì thầm, nếu không phải vì chúng sinh trì, người sớm bị ta đánh chết rồi có biết không? Lão Tăng không tiếp tục nghỉ ngơi, Hắn mang theo Lăng Hàn đi tới trước một Phật tượng, sau đó điểm một ngón tay, Phật tượng di chuyển và lộ ra đường ngầm. Chương 5131, Chúng sinh trì. Đều trong nhà mình còn bố trí đường ngầm, nội tâm các ngươi âm u cỡ nào?" Lăng Hàn nói thầm, hắn tin tưởng A Hàm Phật Tuyệt không có khả năng không phóng khoáng như thế, đường đường đại đế, còn sợ có người lẻn vào chúng sinh trì. Cho nên, chuyện này chắc chắn là người hậu thế bố trí. Hắn đi theo lão tăng, một đường đi xuống dưới, sau khi đi thật lâu, chỉ thấy phía trước rộng rãi sáng sủa và xuất hiện một biển cả. Đây là chúng sinh chi, nguyên nhân nguyện lực chúng sinh quá mức khổng lồ, hình thành năng lượng tinh hoa như biển cả, mình mông bắt ngát. Châu bò, đây là tích lũy kinh người cỡ nào, trên đời này cũng chỉ có Phật tộc có nội tình như thế, những người khác, cho dù là thường ra cũng không cách nào so sánh. Nói đến tài phú, khẳng định là thường ra thứ nhất, nhưng nguyện lực chúng sinh lại là Phật tộc thứ nhất. Đi thôi, lão tăng nói, nói xong, hắn quay người rời đi đừng nói thực linh thể đạt tới hạn mức cao nhất cho dù không đạt tới dù chỉ là số không nguyện lực chúng sinh khổng lồ như thế hắn chỉ có thể hút được một giọt nước nhưng hắn chẳng bao lâu sẽ biết mình sai sai không hợp thói thường lang hàn xoa xoa bàn tay hắn rất hưng phấn hắn cảm giác được hạt giống thánh hỏa bên trong thức hải đang nhảy nhót tốt thỏa mãn ngươi lang hàn nhảy vào sâu trong biển cả hắn vẫn áp chế tu vi nhưng cho dù tốc độ của hóa linh cảnh rất nhanh bởi vậy sau đó hắn đâm vào trong biển rộng oanh, năng lượng vô tận vào tới, tinh khiết, cuồn cuộn. Tới đi, lăng hàn điên cuồng hấp thu, chỉ có thời gian 3 ngày, có thể giúp hạt giống thánh hỏa hoàn thành quá trình hấp thu hay không. Oanh, năng lượng vô tận tràn vào trong cơ thể lăng hàn, sau đó bị hạt giống thánh hỏa hấp thu, trong quá trình này, kỳ thật lăng hàn không cần làm gì cả, hắn chỉ có tác dụng làm cầu nối, giật dây thay song phương. Hắn thả lỏng thân thể và liều mạng hấp thu, cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, mắt trần có thể thấy biển cả đang giảm xuống phải biết biển cả này đều do năng lượng tinh hoa hình thành nó vẫn hạ xuống kỳ thật chính là năng lượng tinh hoa tiêu hao biển cả rộng như thế mực nước hạ xuống lại rõ ràng như vậy có thể thấy được lang hàn thôn vệ khủng bố cỡ nào trong đầu của hắn hạt giống thánh hỏa đang rung động và bắt đầu thiêu đốt lang hàn cũng không biết kết quả như thế nào nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có biến hóa phát sinh thì hắn chắc chắn sẽ thắp sáng thánh hỏa quy tắc đã đủ rồi chỉ còn thiếu năng lượng thắp sáng đi thánh hỏa của ta âm âm biển cả gào thét tạo thành vòng xoáy vô tận mực nước đang biến mất thật nhanh động tĩnh to đến không hợp thói thường nơi này là phật thổ tịnh địa chính là khu vực cực kỳ hạch tâm của phật tộc chỉ có thông qua trận pháp đại đế mới có thể đi vào bên ngoài lại có một lão thánh nhân tỏa trấn có thể nói nơi này là nơi an toàn nhất thế gian có ai nghĩ tới nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn bởi vậy lúc mực nước giảm còn một nửa rốt cục có người lao đến không chỉ có một đều là thánh nhân xảy ra chuyện gì tại sao năng lượng của chúng sinh chỉ tiêu hao khổng lồ như thế? Đã xảy ra biến cố kinh thiên hay sao? Bọn họ chấn kinh, nhưng năng lượng chúng sinh chỉ quá mức khổng lồ, thánh nhân đều dùng thần thức cảm ứng, bọn họ không cách nào phát hiện lang hàn đang hấp thu năng lượng. Nhanh đi tra một chút, gần đây có ai tiến vào chúng sinh trì? Chỉ? chỉ trong nháy mắt đã có kết quả, trương hàn quân, thực linh thể, cho dù là thực linh thể, sau khi đạt tới chân ngã cảnh đỉnh phong cũng đã là điểm cuối. Huống chi, cho dù hắn bắt đầu hấp thu, thực linh thể cũng không thể hấp thu một phần ức năng lượng. Các thánh nhân đều không hiểu, cũng không cách nào giải thích được. Mà đúng lúc này, lão tăng kia cũng xuất hiện, gặp qua Tam khổ Phật Đà, nhìn thấy lão tăng, thánh nhân khác nhau nhau hành lễ. Đây chính là thánh nhân Cửu Tinh, lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn đế siêu cấp đại năng. Lão tăng gật đầu, hắn cũng kinh ngạc, vừa rồi hắn đi ra một chuyến, sau khi trở về thì trễ rồi, nhưng hắn có thể khẳng định bây giờ người trong chúng sinh chỉ chỉ có một chương hàn quân mà thôi chỉ là hóa linh cảnh tại sao có thể làm ra động tĩnh như thế chẳng lẽ hắn hít khí lạnh đa gia phật đến cũng chỉ có vị đại năng này mới hiểu rõ phật tộc như lòng bàn tay mới có thể đạp vào trận pháp đại đế như dẫm trên đất bằng có thể tiến vào không gây tiếng động mà chuẩn đế xuất thủ hấp thu đi lượng lớn năng lượng chúng sinh chỉ cũng không kỳ quái nghe được ba chữ đa gia phật các thánh nhân hít khí lạnh đế tộc không xuất hiện đế Đừng nói đại đế, cho dù chuẩn đế cũng không có, việc này giống như ma chú. Nhưng mà, Phật tộc từng xuất hiện chuẩn đế, đây là ngoại lệ duy nhất. Đương nhiên, khi đó Đa Gia Phật và A Hàm Phật đồng thời thành chuẩn đế, chỉ là A Hàm Phật vận khí tốt hơn, hay thiên phú mạnh hơn, cho nên tiến thêm một bước và thành đại đế. Cho nên, ví dụ này khó phòng chế, năng lượng chúng sinh chỉ vẫn còn tiêu hao. Có thánh nhân kêu lên, mực nước hạ xuống quá nhanh. Các thánh nhân khẩn trương, bọn họ đều biết hiện tại âm phủ xâm lấn, vô số sinh linh tử vong, sau này muốn thu tín ngưỡng quá khó khăn. Nếu không phải đây là Phật chỉ của A Hàm Phật, bảo đảm những thánh nhân này sẽ tạo phản, đây không phải tự đoạn căn cơ sao. Cho nên, bây giờ nhìn thấy chúng sinh chỉ tiêu hao to lớn, các thánh nhân cuống lên. Nhanh đi xem xét tình huống, đã xảy ra chuyện gì. Các thánh nhân xuất động, nếu là đa gia Phật tới, vậy cũng phải đánh một trận mới được, cũng không thể nhìn người ta bắt nạt. Lại nói, đây chính là Phật thổ, đế binh và đế trận. ô, oh, tốc độ của thánh nhân nhanh chóng cỡ nào? bọn họ nhanh chóng tìm một vòng quanh chúng sinh trì, sau đó định vị lăng hàn. cái này bọn họ không tin nổi. đây mới là căn nguyên của tất cả. chỉ là hóa linh cảnh lại có tốc độ hấp thu năng lượng kinh người như thế. phải biết đổi thành bọn họ làm như vậy cũng sẽ bị năng lượng khổng lồ đè chết. đây là tích lũy vô số năm. mặc dù cho tới nay đã tiêu hao rất nhiều nhưng do phật tộc thủy không ngừng khuếch trương, thu vào vẫn nhiều hơn tiêu hao theo bọn họ nghĩ đây là hành động tìm chết một hóa linh cảnh nho nhỏ hấp thu nhiều năng lượng như thế lại không chết đây là yêu nghiệt cỡ nào có thánh nhân sợ ngây người chẳng lẽ thế gian còn có thực linh thể dị biến chẳng lẽ muốn một đường đột phá đại đế lại có thánh nhân nói thánh nhân cũng khó hấp thu năng lượng như vậy căn bản chính là hành vi tìm chết cho nên thực linh thể không phải một đường tăng lên tới đế vị còn có cách nào giải thích hay không mặc kệ là cái gì không thể nhìn hắn tiếp tục hấp thu Lão Tăng nói, vớt hắn ra, vâng, một tên thánh nhân gật đầu, hắn xuất thủ bắt lấy Lăng Hàn. Oanh, bàn tay lớn mở ra như ngọn núi, chương 5132, để lộ thân phận. Oanh, bàn tay hắn mở ra như ma trường, Lăng Hàn mở hai mắt ra, vào lúc này hắn không áp chế tu vi của mình, khí tức đáng sợ sôi trào. Trong ánh mắt của hắn bắn ra tia sáng đánh nát bàn tay. Hắn còn thiếu một chút nữa, hạt giống thánh hỏa sẽ bão hòa. Cho nên, hắn nhất định phải chờ. Cái gì, thấy cảnh này, các thánh nhân đều chấn kinh, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù thánh nhân xuất thủ không phải cấp bậc đỉnh cấp, chỉ là thánh nhân nhất tinh, nhưng thánh nhân còn chưa đủ châu bỏ sao. Tứ cực cảnh, gia hỏa này đã thành tôn giả, t thật có thực linh thể biến dị sao, cực hạn có thể đánh vỡ chân ngã cảnh. Nhanh như vậy đã đột phá tới tứ cực cảnh, những thánh nhân này cũng không hoài nghi thân phận của Lăng Hàn, chỉ cho rằng thể chất của hắn dị biến, có thể tăng cảnh giới lên cực cao. Không đúng có thánh nhân lập tức lắc đầu, cho dù thể chất của hắn biến dị, nhưng chúng sinh chỉ tiêu hao lớn như thế, hắn chỉ mới tăng lên tứ cực cảnh hay sao? đúng, việc này không bình thường. Tam khổ Phật Đà hừ một tiếng. Hiện tại là thời điểm suy nghĩ sao? Cũng phải, lại một tên thánh nhân xuất thủ bắt lấy lăng hàn, cùng là một bàn tay chụp xuống nhưng năng lượng và quy tắc bát tinh nhiều hơn bốn đạo. Đế tộc có thể thành thánh nhân, trước kia khẳng định là đế tử, Phật tử, chiến lực đương nhiên kinh khủng. Lăng Hàn vừa hấp thu năng lượng vừa điểm ra một chỉ. Phốc, không cần nghĩ nhiều, bàn tay bị đánh nát. Bốn đạo quy tắc bát tinh thì thế nào, ở trước mặt Lăng Hàn lại không đáng chú ý. Xeo, một bóng người xuất hiện, đó là người trẻ tuổi ngông cuồng, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Phật tử, bao quát tam khổ Phật đà, mọi người đều hành lễ với người trẻ tuổi. Rõ ràng người trẻ tuổi chỉ là thánh nhân lục tinh mà thôi. Hắn không phải Phật tử thế hệ này, mà là thời kỳ thượng cổ, đệ tử thân truyền của A Hàm Phật. Thích Cương, Thích Cương khoát khoát tay, nhíu mày, nói, đây là chuyện gì, mặc dù đạt tới độ cao của hắn, chúng sinh chỉ đã vô hiệu với hắn, hơn nữa, chỉ cần chuẩn bị ức vạn năm thành công, chúng sinh chỉ sẽ không có ý nghĩa, nhưng phát sinh biến cố như thế, hắn vẫn cảm thấy bất mãn. Phải biết, đây chính là Phật Thổ, Trương Hàn Quân, thực linh thể, hắn nghe thánh nhân nói giản lược vấn đề thì hoài nghi. Với kiến thức rộng rãi của hắn, tự nhiên biết rõ thực linh thể là cái gì, nhưng thực linh thể có thể hấp thu một nửa năng lượng của chúng sinh chỉ hay sao? Hơn nữa, còn có dấu hiệu vẫn chưa dừng lại, ngăn cản hắn, thích cương nói, bất kể nói thế nào, hắn không thể nhìn lăng hàn tiếp tục hấp thu như thế. Tuân dụ, một tên thánh nhân ngũ tinh xuất thủ, hắn ra tay bắt lấy lăng hàn. Vừa rồi lăng hàn phá tan công kích của hai tên thánh nhân vô cùng dễ dàng, bởi vậy, lần này thánh nhân ngũ tinh trực tiếp ra tay. Chỉ kém một chút xíu, lăng hàn phát hiện, hạt giống thánh hỏa giống như có sinh mạng, nó đang nhảy nhót. Tâm niệm khẽ động, hắn tiếp tục hấp thu năng lượng và giao thủ với thánh nhân ngũ tinh. Oanh, 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 hắn khống chế một ít thực lực nên chiến đấu kịch liệt với thánh nhân ngũ tinh khó phân cao thấp. Kể từ đó, hắn có thể kéo dài thời gian, dù là như thế, các thánh nhân cũng khiếp sợ không nhỏ. Trời ơi, người chỉ là một tứ cực cảnh lại có thể ngăn cản thánh nhân ngũ tinh. Tộc ta may mắn, sắp xuất hiện kỳ tài nghịch thiên có thánh nhân run rẩy và kích động nói ra, dạng tôn giả này mà thành thánh, chiến lực sẽ khủng bố cỡ nào. Xeo, lại có bóng người xuất hiện, váy trắng bồng bình giống như tiên nhân. Quách xương, đây là người mà ngươi đưa vào, thích cương lập tức quát nàng, giọng nói lớn và mang theo chỉ trích. Quách xương không để ý đến, nàng nhìn chằm chằm vào lăng hàn. Ta đang nói chuyện với ngươi, thích cương lớn tiếng nói, hắn hết sức bất mãn, quách xương không quan tâm tới hắn, mà là hít sâu một hơi, sau đó nói với Lăng Hàn, "Ngươi không phải Trương Hàn Quân, mà là Lăng Hàn, không giống các thánh nhân khác vẫn bế quan trong Phật thổ, nàng Chu Du Thiên Hạ, tại cũng nắm rõ mọi chuyện bên ngoài như lòng bàn tay. Toàn bộ lịch sử, có thiên tài nào ở tứ cực cảnh có thể quét ngang thánh nhân sao? Không có, thẳng đến gần đây mới xuất hiện Lăng Hàn, yêu nghiệt đến không còn gì để nói, chẳng những có thể ngang hàng thánh nhân, thậm chí có thể chiến thắng thánh nhân cao cấp." Thiên tài như thế, thế gian còn có kẻ thứ hai sao? Cho nên, kẻ này tuyệt đối không phải Trương Hàn Quân, thân phận thật sự của hắn cũng sáng tỏ. Lăng Hàn tươi cười, rốt cuộc cũng có kẻ thông minh. Không sai, ta là Lăng Hàn, tâm niệm khẽ động, hắn biến thành gương mặt thật. Lăng Hàn, các thánh nhân kinh hãi, bọn họ thật sự nghe qua tên của Lăng Hàn, nghe nói kẻ này vô cùng yêu nghiệt, ở tôn giả đã có thể ngang hàng với thánh nhân. Đối với truyền thuyết như thế, bọn họ đều ôm thái độ hoài nghi làm sao có thể chứ? Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới biết đồn đại không giả, thậm chí còn đánh giá thấp lăng hàn. Có thể ngang hàng thánh nhân ngũ tinh, hoàn toàn có thể đánh bại thánh nhân yếu hơn, việc này đã đủ châu bò. Sau đó, bọn họ giận tím mặt, người này dám một mình lẻn vào Phật thổ, trộm lấy năng lượng tinh hoa trong chúng sinh trì, đây là hành vi to gan lớn mật cỡ nào. Có đặt bọn họ vào mắt sao, lúc này mọi người đằng đằng sát khí, tự tìm cái chết, thánh nhân ngũ tinh bộc phát sát khí như sôi hắn trước khi chỉ muốn ngăn cản Lăng Hàn, cũng không có ý giết người, hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý. Giết, hắn phát động đế thuật, sau đầu xuất hiện Phật Hoàn, hai tay kết ấn tấn công Lăng Hàn. Sư tử ấn, oanh, tín ngưỡng lực gia trì, tổng cộng 13 đạo quy tắc bát tinh bộc phát, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thậm chí có thể làm thánh nhân bát tinh run rẩy. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn phóng lên trời và xuất ra một quyền. Bành, hào quang vô tận bộc phát, năng lượng sôi trào, quy tắc hóa thành sóng xung kích và sinh ra sóng lớn ngập trời các thánh nhân đều kinh hãi nguyên nhân trong một kích vừa rồi lăng hàn không lâm vào hạ phong hắn gánh một kích này trời ạ à, đây là tứ cực cảnh nhưng các thánh nhân cười lạnh người độc thân đến đây nơi này có rất nhiều thánh nhân còn có thượng cổ phật tử thánh nữ thậm chí tam khổ phật đà chính là thánh nhân cửu tinh ngươi làm sao ngang hàng hơn nữa bên ngoài còn có đế trận ngươi làm sao thoát thân được cá trong chậu lăng hàn không thể không nói, ngươi thật sự to gan lớn mật. Thích cương đều gật đầu, hắn không tiếp tục cái nhau với quách xương. Nhưng ngươi quá cuồng, dám xông vào Phật thổ, đây là hành động tìm chết. Ồ, lang hàn kịch chiến với thánh nhân ngô tinh, mặc dù song phương ở lực lượng, trên quy tắc đều không khác mấy, nhưng hắn lại mạnh hơn rõ ràng. Nguyên nhân là do hắn vận dụng lực lượng, quy tắc thuần thục, chỉ bỏ ra một điểm đánh ra hai điểm, hắn có thể không mạnh hơn hay không. Hắn thành thạo điều luyện và còn nói nhảm với thích cương chương 5133, ra tay đánh nhau. Ta ở đây, người đánh chết ta đi. Lăng Hàn khiêu khích, ở phương diện này, hắn thật sự rất có thiên phú, đương nhiên, đại hắc cẩu cũng là thầy tốt bạn hiền. Thích cương cười lạnh, không cần ta xuất thủ, nếu ngươi đã tới nơi này còn muốn sống đi ra ngoài. Kết quả của to gan lớn mật chính là chết không có chỗ chôn. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi chỉ đánh nhau bằng miệng hay sao? Giết hắn, thích cương lạnh lùng nói, hắn khinh thường xuất thủ, thân là đệ nhất Phật tử, hắn tự nhiên ngạo khí 10 phần. Tuân Pháp chỉ, thánh nhân ngũ tinh gật đầu, hắn lại tăng chiến lực lên, tiếp tục công kích Lăng Hàn như điên. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, hắn hở hứng, kỳ thực trong thức hải của hắn đang sinh ra biến hóa to lớn. Hạt giống thánh hỏa đã hấp thu đầy đủ năng lượng, cũng tiến vào trạng thái hồi phục ngắn ngủi, một khi bộc phát sẽ sinh ra lực lượng kinh người. Tháp sáng thánh hỏa, cho nên, hiện tại hắn cũng không có toàn lực ứng phó chiến đấu, mà hắn đang suy nghĩ làm sao khôi phục lại thật nhanh dù sao đây chính là phật thổ có một thượng cổ đại đế dù lăng hàn thành thánh đối mặt một vị đại đế hắn vẫn nhượng bộ lui binh oanh 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 thánh nhân ngũ tinh công kích càng lăng lệ thánh nhân đánh tôn giả hắn vẫn không thể giải quyết chiến đấu thật nhanh việc này làm hắn mất thể diện cho nên nhất định phải mau chóng xử lý lăng hàn nhưng mà lăng hàn đã sớm đi ra con đường của mình hơn nữa trước đó hắn vẫn áp chế chiến đấu hắn vận dụng lực lượng càng tinh tế hơn trước không ít với lực lượng của hắn hiện tại cho dù không bằng thánh nhân ngũ tinh nhưng cũng không thua chiến đấu thời gian càng lâu sắc mặt thích cương càng khó coi mất mặt đây chính là phật thổ năm đó a hàm phật uy chấn thiên hạ vạn tông triều bái có kẻ nào không cung kính hiện tại có một tứ cực cảnh nho nhỏ làm càn ở đây lẽ nào cần ta tự mình xuất thủ hắn không vui nói sắc mặt tên thánh nhân ngũ tinh đỏ bừng hắn cũng cảm thấy mất mặt mặc dù lăng hàn là tứ cực cảnh nhưng một kích đánh ra mang theo 99 đạo quy tắc thất tinh quấn quanh, uy lực vô cùng to lớn, hoàn toàn có thể chống lại hắn, cho dù hắn có tín ngưỡng lực ra chỉ cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Chết, hắn hét lớn một tiếng, sau đó đánh ra một kích, oanh, thánh hỏa sôi trào. Hắn bị ép nóng này, cũng đã sử dụng tới thánh hỏa. Phải biết, thánh hỏa là căn bản của thánh nhân, dùng một chút sẽ ít đi một chút, mà một khi thánh hỏa hao hết, cảnh giới sẽ giảm xuống, ngày sau lại nghĩ thắp sáng thánh hỏa trở lại thánh vị là chuyện không thể nào nhưng bây giờ hắn thực sự muốn bắt lấy lăng hàn cho nên không thể không vận dụng thánh hỏa đương nhiên tiêu hao là khẳng định hao hết sạch là không có khả năng dù sao chỉ là một đám nhỏ mà thôi chỉ một ít thánh hỏa gia nhập tình huống đã hoàn toàn khác biệt uy lực của thánh hỏa cực kỳ đáng sợ lực phá hoại vô cùng cường đại muốn đối kháng cũng chỉ có thể sử dụng thánh hỏa đấu lăng hàn tìm thánh hỏa ở đâu ra cho nên Hắn chỉ có thể không ngừng né tránh, hắn phát động Phượng rực Thiên Tường, hắn vẫn không sợ. Đến lúc này đã qua 200 chiêu, Bành, Lang Hàn bay lên, nếu thân phận của hắn lộ ra ngoài, hắn tự nhiên cũng không cần cố kỵ, trực tiếp phá đất chu ra ngoài. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Phật thổ đều nổ vang. Đây chính là chiến lược thánh cấp, nếu không phải Phật thổ bị đại đế cường hóa, nếu không chỉ một kích cũng làm Phật thổ tan vỡ. Tình huống như thế nào, người bên ngoài giật mình, bọn họ cực kỳ ngạc nhiên xảy ra chiến đấu sao? Tại sao có thể? Đây chính là Phật thổ, hơn nữa còn là tịnh địa, ai dám làm cản ở chỗ này? Cho dù là khổ hạnh tăng trong Phật điện cũng chạy ra ngoài, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nguyên nhân là có người thật sự đánh nhau, ai dám to gan lớn mật xuất thủ trong tịnh địa? T, đo là nhất tiếu Phật đà. Cái gì? Thánh nhân ngũ tinh nhất tiếu Phật đà. Mọi người giật mình, thánh nhân ngũ tinh xuất thủ nhưng không thu được thắng lợi. Đối thủ này, là ai? thật trẻ tuổi một tên tôn giả nói trời ơi ta biết người này là ai lăng hàn một cái tên đã làm mọi người ngạc nhiên không nhỏ lăng hàn bây giờ được công nhận là đệ nhất thiên tài nếu không phải tu vi của hắn thấp một chút hắn là người có khả năng thành đế duy nhất gia hỏa này dám chạy tới phật tộc chúng ta hư thật sự cho rằng hắn là thiên tài yêu nghiệt thì có thể muốn làm gì thì làm sao chúng ta chính là đế tộc hơn nữa phật tổ của chúng ta còn sống sau khi khiếp sợ mọi người lại giận dữ lăng hàn quá không xem ai ra gì a à, hắn tiến vào từ nơi nào đúng vậy mọi người lại hiếu kỳ phải biết bên ngoài tỉnh địa còn có trận pháp đại đế bảo vệ hắn xông vào bằng cách nào ngươi là chuẩn đế sao cho dù là chuẩn đế cũng dám xông vào trận pháp đại đế sao một tên thánh nhân nghe được hắn không muốn mọi người khuếch đại thực lực và nói ra chân tướng của lăng hàn a à, mọi người giờ mới hiểu ra thì ra lăng hàn ngụy trang thân phận lặng lẽ tiến vào nơi này Người khác chỉ bội phục Lăng Hàn to gan, nhưng Cơ Lập Nhân, già Thái Long thì khiếp sợ. Thì ra người áp chế bọn họ chính là Lăng Hàn, đây chính là thiên tài mạnh nhất phản cổ. Trời ạ, à, bọn họ lại không bị đánh chết. Vừa nghĩ lại, bọn họ kích động không nhỏ, có thể giao thủ với thiên tài mạnh nhất phản cổ, sau này có thể lấy ra khoác lác vài năm. Bọn họ nhìn thấy toàn bộ chiến lược của Lăng Hàn, đôi cánh hỏa diễm chấn động, tốc độ cực nhanh, ngay cả thánh nhân cũng không thể đuổi kịp. Nhưng mặc cho Lăng Hàn bay thế nào hắn vẫn bị hạn chế trong phạm vi tịnh địa mà thôi hắn không cách nào đi ra ngoài nguyên nhân có trận pháp đại đế bao quanh cho dù là thánh nhân xông vào cũng chỉ có con đường chết huống chi là tứ cực cảnh cá trong chậu cần gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thích cương lạnh lùng nói trên mặt mang theo bất mãn mãnh liệt đã lâu như thế còn không đánh lại lăng hàn hắn cũng mất mặt vì những cao thủ phật tộc này quách xương thì hiếu kỳ nàng chỉ biết rõ lăng hàn yêu nghiệt nhưng không nhìn thấy tận mắt cũng không cách nào tưởng tượng nổi lăng hàn lại có thể chống lại thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân ngũ tinh. Nhưng đối phương phí nhiều tâm tư, hắn tiến vào tịnh địa với mục đích gì? Nàng có thể đoán được, lăng hàn nhất định đến vì chúng sinh trì, dụng ý tiến vào chúng sinh trì là gì? Hiện tại, chúng sinh trì trực tiếp tiêu hao hết 2 phần 3, có thể thấy được bị lăng hàn hấp thu nhiều năng lượng như vậy, vấn đề là có tác dụng gì? Thời điểm lăng hàn là tôn giả đỉnh phong, hiệu quả rèn luyện của chúng sinh trì đã không có ý nghĩa gì, hơn nữa cũng không thể trợ giúp thắp sáng thánh hỏa, bởi vì đây là tín ngưỡng lực chuyển hóa mà thành. Bởi vậy, nàng vô cùng hiếu kỳ, hiện tại nàng nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi và hắn có chuyện gì không muốn người ta biết hay sao? Đột nhiên thích cương chỉ đầu mâu vào quách xương, hắn dùng thần thức truyền âm hỏi. chương năm bốn Chiến Thánh Nhân Cửu Tinh. Quách xương căn bản khinh thường để ý tới, bị ta nói chúng rồi, không phản bác được sao? Thích cương nghiến răng nghiến lợi, đừng quên, hôn ước của chúng chính là Phật tổ gật đầu. Quét xương lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong nội tâm vô cùng xem thường. Nói đến thiên phú võ đạo, thích cương thật sự rất cao, có thể nói là tuấn kiệt trên đời, nếu không, hắn cũng không có tư cách được A Hàm Phật Thu làm đệ tử. Nói đến lòng giả thì hắn quá hẹp hòi, cho nên, khi đó nàng sớm lựa chọn cho Phật tổ phong ấn chính mình, chính mình không nghĩ liếc mắt nhìn hắn nhiều một cái. Nhưng đây là vận mệnh, đúng lúc này, đột nhiên lăng hàn tươi cười hạt giống thánh hỏa đã kết thúc quá trình khôi phục nó đang phát sinh biến hóa tốt hắn hắn cần lo lắng nữa lăng hàn đưa tay nhấn một cái tứ cực trụ nổi lên và khóa thánh nhân ngũ tinh vào trong đó tứ cực khốn thiên tỏa địa thánh nhân ngũ tinh cười lạnh ngươi cho rằng bản thánh là tôn giả sao quá khôi hài tứ cực trụ đúng là có thể vây khốn người ta nhưng có thể hiệu quả với thánh nhân sao tốt đánh nát tứ cực của ngươi xem ngươi làm thiên tài thế nào thánh nhân ngũ tinh ngưng tụ thánh hỏa oanh kích tứ cực Bành, hắn xuất trường tấn công tứ cực, cánh tượng làm hắn chố mắt xuất hiện, một trường vừa đánh vào, tứ cực đều tỏa sáng nhưng không vỡ vụn. Cái gì, thánh nhân ngũ tình khiếp sợ tới mức ra đầu tê dại, muốn nói lang hàn nắm giữ chiến lực ngang hàng với hắn còn chưa tính, nhưng tứ cực trụ cũng trâu bỏ tới mức này thì hắn khó có thể tiếp nhận. Định, lang hàn nói, ông, mỗi tứ cực trụ đều tỏa sáng, ký hiệu sinh ra biến hóa. Thánh nhân ngũ tình khiếp sợ phát hiện, hắn không thể động đậy chút nào. Làm sao có thể? đường đường thánh nhân lại bị tứ cực trụ vây khốn, nói ra có người nào tin tưởng. Sẽ bị cười rụng răng, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều khiếp sợ, đầu óc trống rỗng. Cái này, bọn họ đang nằm mơ sao, lăng hàn lại xuất ra một quyền, ầm, thánh nhân ngũ tinh liền bị đánh bay ra ngoài, máu tươi bay đầy trời. Hắn cười nhạt và nhìn về phía thích cương, đã chuẩn bị tâm lý bị ta đánh một trận chưa, thích cương mặt âm trầm, đây là đánh vào mặt của hắn. Tam khổ, giải quyết ra hỏa này hắn nói ra từng chữ, sát khí bộc phát, tuân pháp chỉ, tam khổ Phật đà niệm một câu Phật hiệu, hắn cất bước đi lên không chung, cũng đứng đối diện với Lăng Hàn. Người trẻ tuổi, người nên thúc thủ chịu trói đi, hắn từ tốn nói, thân là thánh nhân cửu tinh, đương nhiên hắn cũng có kiêu ngạo của thánh nhân cửu tinh. Cho đến nay, thiên hạ không đế, thánh nhân cửu tinh tuyệt đối là bá chủ, là tồn tại mạnh nhất thiên hạ, mỗi lời ăn tiếng nói đều mang theo kiêu ngạo. Lăng Hàn cười cười, hắn thu hồi tứ cực trụ, đối mặt một vị thánh nhân cửu tinh, hắn không dám khinh thường. Chiến lực của đối phương đã vượt qua chiến lực tứ cực trụ cực hạn, vạn nhất thực đem tứ cực trụ bị hủy hoại, khi đó hắn sẽ khóc tới chết. Thánh nhân cửu tinh sao? Lang Hàn thì thào, đến, ngươi cho ta kiến thức một lần, người trẻ tuổi, người cuồng vọng quá mức, tam khổ Phật đà hừ một tiếng, hắn xuất ra một trường tấn công Lang Hàn. Rõ ràng một trường này như nước chảy mây trôi, cũng không có chút hỏa khí nào, nhưng uy lực lại khủng bố vô biên, Toàn bộ thiên địa như đang hưởng ứng, ngàn vạn tiên nước rơi xuống. Thánh nhân thân nạp quy tắc, có thể nói hắn là hóa thân thiên địa, mà thánh nhân cửu tinh cũng đạt tới cực hạn. Trong ngàn vạn tiên nước đó, chỉ thấy bàn tay lớn đánh xuống, ngón tay thon dài, da thịt tuyết trắng giống như mỹ ngọc thượng hạng. Nhưng mà, trên ngón tay có 18 đạo quy tắc bát tinh quấn quanh. 18 đạo, quả nhiên có thể trở thành thánh nhân cửu tinh đều là thiên tài trong thiên tài. Lúc này, bởi vì Tam khổ Phật Đà cũng không có sử dụng tín ngưỡng lực nếu không, chiến lực của hắn sẽ tăng lên vài cấp bậc. Lăng Hàn không có đón đỡ, đón đỡ cũng không phải đối thủ, hắn phát động phượng rực thiên tường, thân thể bay quanh. Hừ, tam khổ Phật đã tiến sát tới gần Lăng Hàn, mặc dù tịnh địa không nhỏ nhưng với thánh nhân mà nói lại không lớn, chỉ có ngần ấy nơi, làm sao mà trốn. Hắn bắt đầu lấy quy tắc phong tỏa không gian, áp xúc khu vực hoạt động của Lăng Hàn. Đâu chỉ có hắn làm thế, bởi vì thánh nhân ngũ tinh lúc trước không mạnh bằng Lăng Hàn, Lăng Hàn có thể phá tan phong tỏa của đối phương, nhưng trong tay của Tam khổ Phật Đà, số lượng quy tắc phong tỏa đạt đến 18 đạo, cũng không phải Lăng Hàn có thể tùy tiện phá hư. Với tốc độ của thánh nhân, chỉ cần Lăng Hàn không thể một kích phá hư phong tỏa, như vậy hắn sẽ bị đuổi kịp, không chống đỡ được thì phải chết. Cho nên, dưới thao túng của Tam khổ Phật Đà, khu vực Lăng Hàn hoạt động bắt đầu thu nhỏ lại. Bên dưới, cho dù là thánh nhân hay những người khác đều cười lạnh. Vận mệnh của Lăng Hàn đã được quyết định đây chính là kết cục của khiêu khích Phật tộc, lấy cái chết tạ tội. Nhưng mọi người cũng không thể không bội phục Lăng Hàn cường đại vì hắn là tứ cực cảnh. Không hổ là tứ cực cảnh mạnh nhất thiên hạ, đáng tiếc, Trung Quy vẫn phải chết, hư, ai bảo hắn to gan lớn mật, dám chạy đến Phật tộc chúng ta. Thích Cương cũng cười lạnh, hắn có thiên phú võ đạo cực cao, nhưng lòng dạ lại quá hẹp hòi, không cho phép có người thiên phú cao hơn hắn. Hiện tại, thiên tài đệ nhất vạn cổ cần phải biến mất. Rất tốt, không gian hoạt động của Lăng Hàn càng ngày càng nhỏ nhưng hắn không khẩn trương một chút nào. Trong thức hải của hắn, hạt giống thánh hỏa đã triệt để thiêu đốt, mà tứ cực trụ của hắn đang sát nhập vào làm một, hóa thành một trụ thông thiên. Hạt giống thánh hỏa nằm ở đỉnh của cây cột, sau khi thiêu đốt tới mức nhất định, tứ cực trụ cũng bị thắp sáng. Oanh, trong người Lăng Hàn tỏa ra chấn động kinh người và truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Cái, cái gì? Vào lúc này, mọi người chấn kinh, đây là thánh hỏa chấn động gia hỏa này lại muốn lâm trận đột phá bước vào thánh cấp không có khả năng đột phá thánh cấp là đại sự cỡ nào cần thận trọng bế quan mấy ngàn năm cũng không kỳ lạ tại sao có thể đột phá trong chiến đấu không ai tin tưởng lăng hàn có thể đột phá quá khoa trương có thể đột phá trong chiến đấu việc này chẳng khác gì trò đùa ta đã biết rồi gia hỏa này thân hãm tuyệt cảnh không thể không buông tay đánh cược một lần ân chắc chắn như thế mặc dù gia hỏa này chắc chắn không có khả năng thành công nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, cần phải giải quyết hắn nhanh chóng. Không tệ, tất cả mọi người gật đầu, mặc dù bọn họ tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn có thể lâm trận đột phá, nhưng gia hỏa này quá yêu nghiệt, ai cũng sợ hãi vạn nhất. Tam khổ Phật đà không do dự, hắn niệm Phật hiệu và xuất ra một trường, oanh, có 22 đạo quy tắc bát tinh quấn quanh. Úm, ma, ni, bát, mế, hồng, giữa thiên địa, Phật liên nở rộ khắp nơi, còn có ngâm sướng lục tự minh vương chú, chữ chữ biến hóa và tấn công Lăng Hàn. Oanh, hắn đánh ra một trường này đã khóa cứng tất cả lộ tuyến bỏ trốn của Lăng Hàn. Trường 5135, đốt cháy thánh hỏa. Diện tích công kích càng lớn, uy lực công kích sẽ càng nhỏ, đây là chuyện tất nhiên. Cho nên, thời điểm cao thủ đối chiến sẽ ít sử dụng chiêu số có diện tích lớn, nguyên nhân chính là dễ dàng bị đối phương công phá và tùy tiện hóa giải. Trừ phi chiến lực nghiền ép, cho dù mở rộng diện tích bao phủ thì sao, cho dù lực lượng phân tán cũng có năng lực nghiền ép. Hiện tại, tam khổ Phật đà vận dụng tín ngưỡng lực, hắn công kích đánh ra 22 đạo quy tắc bát tinh, cho nên có thể hình thành uy lực nghiền ép. Hơn nữa, hắn đã phá hư không gian, một trường này áp xuống, Lăng Hàn chỉ có thể đón đỡ. Đón đỡ, chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Nếu không đón đỡ, không gian đã bị phong tỏa, Lăng Hàn có thể trốn đến nơi nào? Cho nên, cho dù nhìn như thế nào, Lăng Hàn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn lần này. Tất cả mọi người gật đầu, lần này, thiên tài vạn cổ sẽ vẫn lạc. Nhưng mà, Lăng Hàn không sợ hãi. Vào thời khắc này, hạt giống thánh hỏa đã đốt cháy hoàn toàn, tứ cực trụ cũng bị thắp sáng, toàn bộ thế giới ở trong mắt Lăng Hàn đã biến thành khác biệt. Hắn thấy được quy tắc bát tinh, không thắp sáng thánh hỏa, hắn không thể nhìn thấy quy tắc bát tinh, chỉ có thể mơ hồ đụng chạm đến một tia, điều này cũng là thứ giúp thiên tài tứ cực cảnh dựa vào thực lực tự thân thắp sáng thánh hỏa. Nhưng Lăng Hàn đi con đường gian nan hơn nhiều, đột phá tứ cực cảnh cực hạn, lại nhận được hạt giống thánh hỏa, dung nhập quy tắc thất tinh đan vào nhau, đây chính là thứ có thể sánh ngang quy tắc bát tinh. Hắn tương đương nắm giữ chiến lược thánh cấp trước, sau đó lại đi thắp sáng thánh hỏa, có thánh nhân nào trong thiên hạ có thể so sánh với hắn chứ? Thì ra là như thế, Lăng Hàn sinh ra cảm ngộ, quy tắc bát tinh nối liền vào trong thức hải của hắn, dường như hắn sớm nắm giữ. Cùng lúc đó, vị diện trong cơ thể hắn, ức vạn sinh linh hưởng ứng, tín nhưỡng hùng hậu rót vào trong người. Tín ngưỡng lực, lúc này, tín ngưỡng lực không còn là thứ không thể chạm đến và không thể lý giải, chúng đã bày ra trước mắt hắn. Hắn vươn tay, một đạo đạo quy tắc xuất hiện trên nắm đấm, không phải quy tắc thất tinh, mà là bát tinh. Một đạo, năm đạo, mười đạo, mười, đạo, mười lăm đạo. Oanh, tam khổ Phật đà đánh một trường xuống dưới giống như thiên băng địa liệt. Một trường này làm thiên địa thất sắc, ánh sáng nở rộ, vô tận quy tắc nổ tung, cho dù là thánh nhân thì như thế nào, không thể không nhượng bộ lui binh. Thánh nhân khó giết, không địch lại thì có thể chạy, nhất định phải ngạnh kháng, bảo đảm sẽ chết rất khó coi. Tam khổ Phật đà không tiếp tục xuất thủ, chúng một kích của hắn, cho dù Lăng Hàn không chết cũng bị thương nặng, tiếp theo, tùy tiện một tên tôn giả cũng có thể bắt lang Hàn lại, hắn cần phải tự hạ mình hay sao? Hắn quay người, nhanh chân rời đi, không hổ là tam khổ Phật đà, hắc hắc. Lão nhân ra lúc còn trẻ đã từng đánh khắp thiên hạ gần như không đối thủ. Lần này, thiên tài mạnh nhất vạn cổ cũng nuốt hận. Hư! đây là kết cục không biết tự lượng sức mình tất cả mọi người cùng niệm phật hiệu nếu người đã chết bọn họ không ngại siêu độ vong hồn của lăng hàn ánh sáng đầy trời biến mất mảnh vỡ quy tắc cũng quay về thiên địa một bóng người xuất hiện trong ánh sáng hắn đứng cao ngạo như trường thương lập tức tất cả mọi người há hốc mồm dường như bọn họ đã nhìn thấy quỷ đó là lăng hàn hắn không chết chẳng những không chết trên người hắn còn không có tổn thương trời không người nào dám tin tưởng đây không phải vô nghĩa sao? Hừ, chắc chắn tiểu tử này vận dụng đế binh, có người lập tức nói, nghe hắn nói như vậy, mọi người gật đầu, đúng, Lăng Hàn còn chiếm được đế binh của thanh trúc nữ đế, đế binh tiêu trừ công kích của thánh nhân cửu tinh, việc này quá dễ dàng. Đám thánh nhân cao mày, bởi vì bọn họ không nhìn thấy đế uy. Đế binh phát động không có đế uy ngập trời, cho nên, bọn họ hoài nghi Lăng Hàn vô cùng có khả năng cũng không có sử dụng đế binh, mọi người không hiểu, không sử dụng đế binh, làm thế nào khả năng ngăn cản được một kích của thánh nhân cửu tinh. Lăng Hàn chậm rãi thu hồi nắm đấm, sau đó hắn há miệng phun một ngụm máu tươi, khí tức toàn thân chấn động và cực kỳ không ổn định. Một kích này, đương nhiên hắn không có sử dụng đế binh, cho nên cũng chính vì như thế mới làm cho khí huyết của hắn sôi trào, ngay cả linh hồn cũng bị đánh bay vào trong thức hải. Nhưng hắn không sợ mà còn mừng, bởi vì hắn hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân hóa giải một kích này. Phải biết, Trước đó hắn căn bản không có khả năng đón đỡ công kích của thánh nhân Cửu Tinh, huống chi với tín ngưỡng lực ra chỉ 22 đạo quy tắc bát tinh. Nhưng bây giờ hắn gánh vác, mặc dù cũng làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Càng mấu chốt chính là cái gì? Tứ cực trụ của hắn đã bốc cháy hừng hực, từ đó số lượng quy tắc hắn nắm giữ có tăng lên. Sở dĩ hắn còn nhắm chặt hai mắt, đó là vì hắn còn tăng lên, mỗi khi trôi qua từng phút từng giây, hắn nắm được một bộ phận quy tắc bát tinh dung nạp với thân thể. Thánh nhân thân nạp quy tắc, giống như hóa thân thiên địa, mới có thể vận dụng tín ngưỡng lực, mà cũng chính vì như thế, quy tắc bát tinh mới nắm giữ huy năng nghiền ép. 16 đạo, 17 đạo, 18 đạo, tốc độ vừa bắt đầu không quá nhanh, hơn nữa còn không ngừng giảm tốc, nhưng số lượng quy tắc trong cơ thể lang hàn tại tăng lên. Phía trước, tam khổ Phật Đà cũng dừng bước, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn chầm chầm vào thân thể lang hàn, dường như hắn đang quan sát. Bán thánh, hắn mở miệng nói, với nhãn lực thánh nhân cửu tinh của hắn, hắn có thể khẳng định Lăng Hàn đã thiêu đốt thánh hỏa, nhưng tứ cực trụ còn chưa đốt cháy hoàn toàn, cho nên hắn hiện tại đang ở trạng thái bán thánh. Quá trình này có thể dài có thể ngắn, có người lĩnh ngộ không đủ, hoặc là tín ngưỡng lực không đủ để chống đỡ, tứ cực trụ sẽ đình chỉ đốt cháy, thánh hỏa tự nhiên dập tắt. Nhưng cũng không phải thời gian đốt cháy dài thì tốt, ngược lại, càng nhanh đốt cháy tứ cực trụ nói rõ nắm giữ quy tắc càng khắc sâu, triệt để, chỉ có nắm giữ miễn cưỡng mới có thể cháy từ từ tốn thời gian thật lâu, hơn nữa vô cùng có khả năng dập tắt giữa đường. Nhưng mà, cho dù như thế nào, tứ cực trụ đốt cháy như thế nào cũng phải kéo dài trong 10 ngày, đây ghi chép nhanh nhất đã được công nhận. Cho dù bản thân tam khổ Phật Đà cũng cần thời gian 17 ngày mới đốt hết tứ cực trụ. Không hổ là thiên tài mạnh nhất phản cổ, có thể dưới áp lực như vậy thành cốt thiêu đốt thánh hỏa, trở thành bán thánh. Tam khổ Phật Đà không che giấu khen ngợi của mình, sắc mặt của thích cương đặc biệt khó nhìn, hắn là kẻ có lòng dạ nhỏ nhen. Có điều, tam khổ Phật đà lại nói khác, dù sao cũng chỉ là bán thánh mà thôi, vẫn khó thoát khỏi vận mệnh của ngươi. Oanh, hắn điều khiển lực lượng thánh cấp oanh kích lăng hàn. Ngươi có đế binh thì như thế nào, chỉ cần ta tiêu hao hết thực lực của ngươi, đế binh cũng chỉ là bài trí mà thôi. Trường 5136, Thánh nhân mạnh nhất. Lăng Hàn tươi cười, hắn không sợ. Đúng vậy, hắn hiện tại chỉ có thể xem là bán thánh, nhưng mà, tứ cực trụ của hắn đốt cháy tốc độ nhanh đến kinh người, nhiều lắm nửa giờ là có thể đốt cháy hoàn toàn, đến lúc đó hắn chính là thánh nhân chân chính. Cho dù là hiện tại, trong cơ thể hắn dung nạp quy tắc đạt tới 19 đạo, trên thực tế đã vượt qua tam khổ Phật đà. Cho nên, hắn sợ cái gì, thánh nhân cửu tinh cũng không đặt vào trong mắt của hắn. Không có biện pháp, hắn vốn yêu nghiệt đến rối tinh rối mù, huống chi dựa vào hạt giống thánh hỏa đốt cháy thánh hỏa, phải biết hắn vì đốt cháy hạt giống thánh hỏa đã dùng vô số năng lượng bồi dưỡng. Nếu không có chiến lược châu bò gia trì, hạt giống thánh hỏa cũng không đào tạo ra đại đế mạnh nhất lịch sử. Lăng Hàn hào hứng đại phát, hắn muốn xem chính mình có thể phát huy ra chiến lược cỡ nào. Giết, hắn thét dài một tiếng, song quyền chấn động, 19 đạo quy tắc bát tinh quấn quanh và đại chiến với tam khổ Phật đà. Khốn kiếp, thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh đến mức ra đầu tê dại. Bọn họ cho rằng Lăng Hàn lúc trước có thể ngăn cản một kích của tam khổ Phật đà là vì hắn vận dụng đế binh, nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy rõ ràng, đế binh ở đâu chỉ đôi tay mà thôi. Trời ạ, à, bọn họ ôm đầu kinh hô, đây là quái vật gì, rõ ràng vừa mới bước vào thánh cấp, không, hắn hiện tại vẫn chỉ là bán thánh đã có thể đánh ra 19 đạo quy tắc bát tinh. Còn nữa, hắn không mượn tín ngưỡng lực, bằng không hắn còn khủng bố cỡ nào. Như vậy, chờ ra hỏa này chân chính bước vào thánh nhân, thực lực của hắn lại tăng lên cỡ nào. Quá trình đốt cháy tứ cực trụ chính là quá trình biến tích lũy thành thực lực, cho nên, sau mỗi giây qua đi, thực lực của Lăng Hàn sẽ tăng lên một chút. Nói cách khác, 19 đạo quy tắc bát tinh còn chưa phải cực hạn của Lăng Hàn. Trời, 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 hiện tại xuất hiện kỳ tích kinh khủng nhất, mới vào bán thánh đã có thể sánh ngang thánh nhân cửu tinh. Quả thực, quả thực, tất cả mọi người đều im lặng, kỳ tích như thế quá mức rung động, đầu óc của bọn họ trống rỗng. Quách Xương cũng chấn kinh, nàng khi đó là người hầu hạ bên cạnh Phật Tổ, làm đệ tử thân truyền của A Hàm Phật, đương nhiên nàng biết rõ đại đế mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà, bảo A Hàm Phật tự gọt tu vi cùng là thánh nhân nhất tinh, hắn có thể động thủ với Lăng Hàn sao? Đáp án là không biết, đáng chết, thích cương nắm thật chặt nắm đấm, khuôn mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo. Lòng dạ của hắn thực tế quá hẹp hòi, nhìn thấy yêu nghiệt như Lăng Hàn xuất hiện trước mặt, hắn tràn ngập ghen ghét. Tam khổ Phật đà cũng khiếp sợ, đối thủ này quá mạnh, quá yêu nghiệt, hắn không biết nên tưởng tượng như thế nào. Trên đời này có quái vật như thế sao? Thiên địa cho phép, đây vẫn chỉ là bán thánh, nếu ra hỏa này trở thành thánh nhân cử tinh, khi đó có phải chuẩn đế cũng bị kéo xuống ngựa tam khổ phật đà rung động nhưng chiến ý của hắn đang tăng lên thân là thánh nhân cửu tinh hắn tuyệt đối không cho phép mình thua bán thánh hơn nữa đây chính là trọng địa của phật tộc hiện tại bị người ngoài xâm lấn nếu như không chấn áp không chỉ hắn mất mặt phật tộc cũng cảm thấy nhục nhã úm hắn vận dụng lục tứ minh vương chú chẳng những có thể chấn áp tâm ma càng có hiệu quả chấn áp lòng người lăng hàn cười nhạt một tiếng phát động sát khí sung kích lần này hiệu quả của sát khí xung kích đã khác biệt ông sát khí xung kích đánh tới và hóa thành nắm đấm va chạm với chữ úm một quyền này nhanh đến mức không cách nào hình dung bởi vì đây là thần thức công kích lang hàn cũng kinh ngạc hắn cũng không ngờ rằng sau khi hắn bước vào thánh thì sát khí xung kích sẽ sinh ra biến hóa Bang, sát khí quyền oanh kích chữ úm lập tức vỡ nát mà nắm đấm vẫn không bị ảnh hưởng nó vẫn đánh thẳng về phía tam khổ phật đà quá nhanh cho dù là thánh nhân cử kinh cũng chỉ có thể di chuyển ba thước hơn nữa nắm đấm lớn như tòa nhà, cho nên không thể tránh được. Một kích qua đi, thân thể tam khổ Phật đà lui lại trăm dặm mới có thể dừng hẳn. Nhưng trên người hắn không có tổn thương, đây là tự nhiên, sát khí xung kích là phương diện tinh thần, sẽ không tạo thành tổn thương lên nhục thân. Thế nhưng mà, sắc mặt tam khổ Phật đà trắng bệch, da cổ của hắn đang run rẩy, con người có rút thành một điểm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nhận xung kích đáng sợ đến cỡ nào. Chậm trễ 3 giây đồng hồ, Lúc này Tam khổ Phật Đà mới hít sâu một hơi. Có lẽ, người bây giờ chính là thánh nhân mạnh nhất từ xưa tới nay. Mặc dù Tam khổ Phật Đà là thánh nhân Cửu Tinh, nhưng hắn tuyệt đối không có tư cách xưng là thánh nhân mạnh nhất, nhưng vấn đề là, hắn cũng không quá yếu, bằng không hắn cũng không thành tựu thánh nhân Cửu Tinh. Cho nên, hắn nói câu này rất có phân lượng. Nghe nói như thế, toàn trường xôn xao, gia hỏa này chỉ là bán thánh mà thôi, hiện tại đã được gọi là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, có khoa trương như vậy không? thích cương hừ một tiếng hắn rất bất mãn lão già này không ra sức chiến đấu lại còn khen kẻ địch người muốn phản nghịch phải không nhưng nơi này là phật thổ tam khổ phật đà từ tốn nói đây là sai lầm lớn nhất của ngươi cũng chôn xuống đại họa tử vong cho ngươi lời này nói năng có khí phách tràn đầy kiêu ngạo của người phật tộc đúng vậy đây chính là phật thổ tất cả mọi người chấn định lại mặc ngươi là thiên kiêu thì sao thánh nhân mạnh nhất lịch sử thì thế nào tới phật thổ ngươi còn muốn sống đi ra ngoài không nói đại đế thức tỉnh, chỉ cần dẫn động đại đế sát trận là có thể tùy tiện chu sát lăng hàn. Người chỉ là con thú bị nhốt, còn dũng cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Gừng càng già càng cay, đây là công tâm. Lăng hàn mỉm cười, người không đi làm thuyết khách thì phí phạm tài ăn nói của mình. Lão nạp chỉ nói sự thật mà thôi, tam khổ Phật đà đi tới, hắn xuất ra một trường hóa thành hoa sen to lớn chấn áp lăng hàn. Lăng Hàn rút tín ngưỡng lực trong cơ thể, lúc này trên tay hắn có 19 đạo quy tắc, Bây giờ biến thành 20 đạo a à, đây không phải TTN ngưỡng lực trực tiếp hóa thành quy tắc Mà là dẫn động một loại biến hóa nào đó trong thiên địa gia trì lên người hắn Hắn cũng không hề sử dụng toàn lực Hắn chỉ rút ra một chút Lập tức, số lượng quy tắc đã tăng lên 22 đạo Lần này, phương diện quy tắc của hắn không kém gì tam khổ Phật đà Bành, hắn xuất ra một quyền đánh nát hoa sen Quy tắc tương đương, có ai yếu hơn kẻ khác hóa mọi người đều trợn mắt hốc mồm 22 Đạo Quy Tắc Bát Tinh Trời à, trời à, trời à, đây thật là một tên bán thánh sao? Tam khổ Phật Đà cũng ngạc nhiên, sau đó hắn cảm thấy vô lực thật sâu. Trường 5137, Đá Nát, chỉ là một tên bán thánh, thế mà nắm giữ 22 Đạo Quy Tắc Bát Tinh. Đây là việc đáng sợ đến cỡ nào? Mang ý nghĩa lăng hàn bước vào thánh vị, chiến lực cực hạn của hắn sẽ vượt qua 22 Đạo Quy Tắc Bát Tinh. Trời à, bắt đầu từ hóa linh cảnh, nhất là thánh cấp. Quy tắc quá trọng yếu, có thể nói, chiến lực có thể thông qua số lượng quy tắc quyết định. Trừ số ít thiên tài mới có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu, kỹ pháp để đền bù quy tắc thiếu hụt. Nhưng mà, cũng không có quá biến thái như vậy, bán thánh đã trâu bò như vậy, sau khi Lăng Hàn trở thành thánh nhân cửu tinh sẽ mạnh tới mức nào? Đây chính là thiên tài mạnh nhất lịch sử sao? Tam khổ Phật đà cười khổ, mặc dù hắn còn có tuyệt học chưa thi triển ra, nhưng hắn biết rõ, những tuyệt chiêu này vô dụng. Có mấy cái có uy lực lớn hơn Lục Tự Minh Vương chú. Hắn hít sâu một hơi và nhắm mắt lại, chờ thời điểm hắn mở mắt ra, oanh, trên người hắn xuất hiện hỏa diễm bốc cháy. Ngọn lửa này cực kỳ giống một đóa hoa sen, nó to như căn nhà. Thánh hỏa, thánh hỏa của thánh nhân Cửu Tinh to như căn nhà, đã dùng tới thánh hỏa, điều này chứng tỏ Tam khổ Phật Đà thật sự liều mạng. Lần này, Lang Hàn cũng không có lui bước, nếu tất cả mọi người là thánh nhân, hắn còn gì phải sợ? Nhưng hắn không muốn dùng tới thánh hỏa, hắn chỉ mới thiêu đốt thánh hỏa, nó chỉ lớn như đầu người, nếu hiện tại tiêu hao thì hắn ăn thua thiệt quá lớn. Nhưng mà, hắn còn có một chiêu khác, oanh, nắm đấm của hắn sinh ra hỏa diễm màu đen. Năng lượng hủy diệt a, à, đen, thánh hỏa màu đen, thánh nhân cửu tinh, tất cả mọi người chấn kinh, màu sắc của thánh hỏa đại biểu cảnh giới, nhìn thánh hỏa của Tam khổ Phật Đà thì biết, đen như mực. Cho nên, Lăng Hàn là thánh nhân cửu tinh không phải hắn vừa đột phá sao, nghĩ đến Lăng Hàn là thánh nhân cửu tinh, mọi người thở ra một hơi, thì ra Lăng Hàn cũng không có yêu nghiệt như thế. Sau đó sắc mặt đám thánh nhân lại nghiêm túc, bọn họ có thể khẳng định, đây không phải là thánh hỏa, mà là một loại năng lượng tầng thứ cao, đó là năng lượng tầng thứ cao khủng khiếp nhất. Tam khổ Phật Đà đã giết tới gần, sau khi dùng tới thánh hỏa, hắn tương đương thôi phát chiến lực tới mức mạnh nhất, đạt đến trạng thái toàn thịnh. Trạng thái mạnh nhất cũng không bằng người, vậy hắn cũng nhận mệnh. Bang! Bành, bành, lang hàn va chạm với tam khổ Phật đà, mọi người ôm đầu hô to. Nguyên nhân lang hàn đã đỡ được thánh hỏa. Trời à, thánh hỏa có lực phá hoại kinh khủng bực nào, nhưng bởi vậy trời cao cũng hạn chế, thánh hỏa đốt cháy một chút sẽ ít đi một chút, cho nên, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, không có một thánh nhân nào vận dụng. Nhưng một khi vận dụng, uy lực sẽ hủy thiên diệt địa. Nghe nói, một chút thánh hỏa rơi vào tinh cầu cũng có thể hủy diệt tinh cầu nếu không phải đây là Phật thổ được đại đế gia trì qua, tam khổ Phật đà không dám loạn như vậy. Thế nhưng mà, Lăng Hàn lại cản lại, đây là thánh hỏa sao? Chưa thánh hỏa ra, làm gì có năng lượng có thể đối kháng thánh hỏa? Không ai tin tưởng nhưng việc này lại là sự thật, Lăng Hàn cường thế tiến công, thánh nhân cửu tinh thì thế nào, cứ đánh. Ông, hắn cũng không lại tăng số lượng quy tắc lên, hắn áp chế thực lực ở cấp độ của tam khổ Phật đà, sau đó vận dụng sát khí xung kích, Từng sát khí quyền không ngừng xuất hiện và oanh kích Tam khổ Phật Đà. Tam khổ Phật Đà sử dụng Lục tử minh vương chú chống đỡ nhưng hoàn toàn không địch lại sát khí quyền. Bởi vậy, hắn bị uy hiếp, Lang Hàn bắt lấy uy hiếp này và không ngừng mở rộng ưu thế, trang diện càng ngày càng rõ ràng, Tam khổ Phật Đà bắt đầu rơi vào hạ phong, càng ngày càng bị động. Chiến đến hơn 500 chiêu, Tam khổ Phật Đà đã vô lực tiến công, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái này, nếu trước đó có người nói với bọn họ có một tên bán thánh có thể ép thánh nhân cửu tinh vào tuyệt cảnh ai sẽ tin tưởng nhưng mà sự thực máu me bày ra trước mặt không tin cũng không được bành lang hàn giơ chân đá vào mặt của tam khổ phật đà lão tăng bị hắn đá bay ra ngoài thời điểm hắn ổn định thân thể cả khuôn mặt đều lõm vào còn xuất hiện một dấu chân rõ ràng miệng hơi mở máu tươi chảy ra mang theo vài cây răng gãy mặc dù thánh nhân có thể đoạn chi trọng sinh loại tổn thương này chỉ là chút lòng thành nhưng hắn bị người ta đá gãy răng khuôn mặt sụp đổ hắn còn mặt mũi tái chiến hay sao a à, tam khổ phật đà không ngừng thổ huyết thứ nhất hắn thật sự bị thương rất nặng thứ hai hắn rất tức giận nhưng hắn là thánh nhân cửu tinh lang hàn khoát khoát chỉ về phía thích cương tiểu cương cương hiện tại người muốn đánh với ta một trận không tiểu cương cương da mặt của thích cương vặn vẹo người quá mức rồi hắn hừ một tiếng ngươi nhất định tự tìm cái chết bản phật tử sẽ thành toàn ngươi đệ nhất phật tử sắp xuất thủ Mọi người hưng phấn, dù tam khổ Phật Đà là thánh nhân cửu tinh, nhưng hắn thật sự không bằng đệ nhất Phật tử. Thích cương vừa cất bước, trong tay của hắn xuất hiện hàng ma sử. Đây cũng không phải là đế binh, nhưng cũng không phải hàng nhái đế binh bình thường, mà là thánh khí do A Hàm Phật tự tay chế tạo, ban cho hắn. Phật tổ tạo ra thánh khí sẽ là thứ bình thường. Hắn nắm chật nắm tay, 18 đạo quy tắc bát tinh xuất hiện. Quả nhiên, lang Hàn gật đầu, thánh nhân bình thường khi tăng lên một cấp mới có thể nắm giữ một đạo quy tắc, nhưng mà, thánh nhân cường đại hơn có thể nắm giữ hai đạo, nhưng cũng không phải mỗi cấp đều có. Dù là thế hệ hoàng kim, sau khi bước lên thánh nhân cửu tinh, cũng chỉ có thể vận dụng 14 đến 18 đạo quy tắc bát tinh. Nhưng thượng cổ đế tử lại khác biệt, bọn họ tăng lên một cấp trong thánh cấp là có thể nắm giữ ba đạo quy tắc bát tinh. Lăng Hàn Hiếu Kỳ, đám người đinh thụ thì sao? Hắn thấy, bá chủ nguyên thế giới có thiên phú cao hơn cả con của đại đế, cho nên có khả năng sẽ nắm giữ bốn đạo. Đương nhiên hắn khẳng định sẽ khác, người xem, còn chưa trở thành thánh nhân, hắn đã có thể vận dụng 19 đạo quy tắc bát tinh. Ai bảo hắn tu hành mỗi cảnh giới tới mức hoàn mỹ, lại thêm hạt giống thánh hỏa, thành tựu yêu nhiệt của hắn còn mạnh hơn trước kia. Đến, Lăng Hàn ngoắc ngón tay với thích cương, hắn quá ghét người làm ra vẻ cao cao tại thượng, làm gì, thượng cổ đế tử thì hơn người khác một bậc sao. Đánh chết ngươi, thích cương cầm lấy hàng ma sử, thần niệm rót vào, thánh khí thức tỉnh. Ông ông ông, hàng ma sử tỏa ra sát ý cực kỳ đáng sợ. Thích cương quát lớn, tín ngưỡng lực ập tời và gia trì lên thân hắn, sau đầu hắn xuất hiện Phật Quang, số lượng quy tắc đột phá 22 đạo, uy lực của thánh khí cũng tăng lên. Lần này, hắn tăng chiến lực lên cực hạn, giết, hắn vung vẩy hàng ma sử và giết tới gần, thánh khí đỉnh cấp nâng chiến lực của hắn lên 22 quy tắc bát tinh, đây là việc kinh khủng bực nào. Trường 5138, đế binh xuất hiện. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn xuất quyền tấn công hàng ma sử bành nắm đấm của hắn tỏa ra ánh sáng quy tắc vững vàng chặn một kích này cái này tất cả mọi người im lặng cũng quá khoa trương tay không đón đỡ thánh khí ngươi là quái vật hay sao đúng vậy chiến lược mạnh là chiến lược mạnh nhưng tay không tiếp thánh khí đó là thể phách cường đại cho nên chiến lược mạnh cũng không đại biểu thể phách cường hoành đây là hai chuyện khác nhau lang hàn lại lật tung tri thức của bọn họ cho bọn họ biết cái gì gọi là yêu nghiệt chân chính hắc hắc, lăng hàn tươi cười, hắn vung nắm đấm tấn công thích cương. Oanh, 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 hai tay của hắn là thánh liệu mạnh nhất, chiêu chiêu đối cứng thánh khí, hoàn toàn không có lộ ra một chút yếu thế. Hơn nữa, thực lực của hắn còn tăng lên, tứ cực trụ đang bốc cháy hừng hực, mỗi khi đốt cháy nhiều một chút, lăng hàn nắm giữ quy tắc sẽ tăng lên một chút. 20 đảo, 21 đảo, 22 đảo, tứ cực trụ còn thừa lại không tới một phần 10, lăng hàn có cảm giác. Sau khi tứ cực trụ đốt cháy xong, hắn nắm giữ quy tắc đạt tới 25 đạo. 25 đạo, đây là con số kinh khủng, nếu tam khổ Phật đã biết rõ, khẳng định sẽ tuyệt vọng. Lăng Hàn, người nhất định phải chết, thích cương quát lớn, coi là là toàn bộ chiến lược của hắn hay sao? Sai, kim cương phục ma trận, hắn quát một tiếng, lập tức, thánh nhân bốn phía đều niệm Phật hiệu, bọn họ đồng thời kết ấn và đánh về phía thích cương. Kinh người chính là, khí tức trên người thích cương mạnh hơn mấy phần. Lăng Hàn lập tức hiểu ra, Mỗi một tên thánh nhân đều rót lực lượng cho Thích Cương, từ đó hắn có thể vận dụng thực lực vượt qua cảnh giới bản thân. Tiểu tử vô tri, chết đi." Thích Cương xuất ra một quyền, có 25 đạo quy tắc quấn quanh. Phải biết, chiến lược cực hạn của hắn lúc trước chỉ là 22 đạo quy tắc mà thôi. Hiện tại tăng thêm 3 đạo quy tắc bát tinh, việc này quả thực khủng bố. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn cũng xuất ra một quyền. Lần này, hắn không tiếp tục bảo tồn, chẳng những 22 đạo quy tắc trong cơ thể đánh ra ngoài, hắn cũng thôi phát tín ngưỡng lực tới cực hạn, song quyền mang theo quy tắc bát tinh đạt tới 27 đạo. Trời à, sắc mặt thích cương biến thành hoàng sợ, hơn nữa hắn còn không dám tin vào mắt mình. 27 đạo, làm sao có thể, bành, nắm đấm hai người va chạm nhau, lực lượng va chạm, quy tắc cũng va chạm. Sau đó nhìn thấy thích cương bị đánh bay ra ngoài, làn da dạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Đám thuộc hạ cũng không dám tin vào mắt mình, thích cương có thể vận dụng tất cả át chủ bài, tín ngưỡng lực, thánh khí, trận pháp, thế thì sao? Hắn vẫn không địch lại, thiên kiêu đứng đầu vạn cổ chính là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ. Lăng Hàn cười một tiếng, nói muốn đánh ngã ngươi, ngươi còn không tin, hắn nhanh chóng đuổi theo, sau đó xuất ra từng quyền. Chiến lực nghiền ép, ngươi có thể lật bàn, bành, 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 thích cương bị đánh thành bao cát, hắn bị Lăng Hàn đánh như điên. Bên dưới im lặng, thích cương chính là đệ nhất cao thủ của Phật tộc, đương nhiên, A Hàm Phật không được tính vào trong đó, nhưng bây giờ đệ nhất cao thủ của bọn họ lại bị Lăng Hàn đánh nằm bẹp, hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Thật mất thể diện, Lăng Hàn đánh thêm một quyền, mặt mũi của toàn bộ Phật tộc sẽ mất đi một ít. Vô cùng nhục nhã, vạn cổ không có, đường đường đế tộc, từ xưa tới nay đều là bọn họ quát tháo thiên hạ, hiện tại bị người ta ngồi lên đầu. Bọn họ còn là đế tộc sao? Đủ rồi, Quách Sương lập tức quát Lăng Hàn một tiếng, mặc dù nàng không thích thích cương, nhưng cho dù thế nào, bọn họ cũng đứng chung trận tuyến, mà lăng hàn lại là người ngoài lăng hàn ngừng tay hắn nhìn sang quách xương thản nhiên nói quách cô nương cũng nghĩ đánh với ta một trận thích cương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gương mặt hắn đầy dữ tợn với lòng dạ ti tiện của hắn hắn làm sao nuốt được cơn tức này hơn nữa quách xương mới mở miệng lăng hàn đã dừng tay giữa hai người này có quan hệ không cho người ta biết trong nháy mắt hắn cảm giác đỉnh đầu xanh mơn mởn đang có ý đó quách xương cầm kiếm kiếm dài ba thước giống như thủy tinh làm thành. Lăng Hàn tùy ý đá một cước, hắn đá thích cương bay ra ngoài, đối mặt quách xương. Trước đó hắn cảm thấy quách xương cho hắn cảm giác sâu không lường được, chính là kình địch, đương nhiên, hiện tại hắn đã là bán thánh, chỉ còn kém một chút đã trở thành thánh nhân chân chính, thực lực tăng vọt, quách xương không còn uy hiếp với hắn. Thích cương lăn ra thật xa, gương mặt hắn đầy dữ tợn, trong ánh mắt bắn ra hào quang giết người. Nhưng thực lực không bằng, hắn tức giận thì làm được cái gì? Quách Xương quát một tiếng, nàng cầm kiếm chém tới, xoát, kiếm quang tỏa sáng vạn trượng, uy lực vô cùng đáng sợ. A, à, Lăng Hàn kinh ngạc, Quách Xương chính là thánh nhân thất tinh. Kiếm quang chém tới mang theo 21 đạo quy tắc, nàng còn chưa vận dụng tín ngưỡng lực, bằng không thì chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng mà, so với Lăng Hàn, nàng còn kém quá nhiều. Cho dù Lăng Hàn không cần tín ngưỡng lực, hắn cũng có thể đánh ra 22 đạo quy tắc, đừng nhìn chỉ nhiều hơn một đạo khi cao thủ quyết đấu, một đạo này đủ thay đổi cuộc chiến. Lại nói, Lăng Hàn vốn có thể dùng yếu thắng mạnh, hiện tại hắn còn mạnh hơn, hắn có gì phải sợ? Đương nhiên là không thể nào, bị Lăng Hàn cường lực áp chế, Quách Xương Lâm vào hạ phong tuyệt đối, đó là dưới tình huống Lăng Hàn không vận dụng chút đại chiêu nào. Tâm niệm hắn khẽ động, oanh, sát khí xung kích đánh ra và hóa thành một nắm đấm tấn công Quách Xương. Niệm lực công kích, hừ, Quách Xương hoàn toàn không sợ nàng có bảo cụ do đại đế tự tay luyện chế có thể miễn dịch tất cả hiệu quả mặt trái nhưng mà một quyền này đánh vào thân thể sau đó sắc mặt nàng biến thành trắng bệch đồng thời cũng khiếp sợ không nhỏ nàng lại trúng chiêu làm sao có thể nàng có bảo cụ do đại đế tự tay luyện chế có thể miễn trừ tất cả niệm lực công kích lang hàn tươi cười sau khi hắn bước vào thánh nhân niệm lực công kích cũng tăng lên theo càng mấu chốt chính là trong đó có một tiêu uy năng của hạt giống thánh hỏa đây chính là thứ tới từ biên giới vũ trụ, thậm chí có thể thành tựu đại đế mạnh nhất. Ngay cả thành trúc nữ đế cũng vẫn lạc, có thể không trâu bò hay sao. Cho nên, chỉ là đại đế bảo cụ cũng không thể đỡ được. Trừ phi đại đế tự mình xuất thủ, lang hàn đứng cao ngạo, hắn đang đứng trong lãnh địa Phật tộc, hắn có thể khinh thường thiên hạ. Người Phật thổ cảm thấy tức chết, ai đến trị hắn, bất kể là ai, chỉ cần có thể trị hắn là được rồi, bằng không thì Phật tộc còn mặt mũi nào. Ông, đúng lúc này, chỉ thấy một tia hào quang bay lên trời, sau đó lại lao nhanh như bão tố về phía hắn. Tốc độ này nhanh đến mức kinh người, nhưng thời điểm hào quang lao tới, tất cả im lặng. Hàng ma sử, không phải phỏng chế khí, mà là đế binh chân chính. Chương 5139, thánh nhân, Lăng Hàn. Hàng ma sử giữa trời, dù không ai thao túng nhưng lại tỏa ra đế uy ngập trời. Đế binh đã thức tỉnh, tất cả mọi người chấn kinh, rõ ràng không có người chủ trì, tại sao đế binh thức tỉnh rồi? Đây là chuyện không thể nào, phải biết, thức tỉnh đế binh cần lượng lớn tinh thần lực và bí lực, một thánh nhân cũng không thể kiên trì thật lâu, mạnh như thánh nhân Cửu Tinh chỉ có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ là châu bò lắm rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đế binh tự động thức tỉnh, giống như nó có được sinh mệnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người lại nghĩ đến, Phật tổ, A à Hàm Phật thức tỉnh, có lẽ chỉ là một ít ý chí, cho nên, hắn cũng không có tự mình xuất thủ, nhưng mà hắn lại thức tỉnh đế binh đến đánh giết Lăng Hàn ha ha lần này lăng hàn sẽ chết chắc rồi đế binh thức tỉnh hơn nữa còn đô đại đế thức tỉnh khẳng định không có thời gian sử dụng hạn chế như vậy thử hỏi thiên hạ có ai ngăn cản được chuẩn đế cũng không được thức tỉnh đế binh tương đương với một đại đế chứ có đại đế khác ai có thể chống đỡ lăng hàn làm sao tiêu trừ nguy cơ này lăng hàn chỉ cười nhạt không nghĩ tới ta rất có mặt mũi ngay cả a hàm phật cũng tự mình ra tay rồi ông hàng ma sử tỏa ra hào quang uy thế của nó cực kỳ đáng sợ đây chính là đế binh binh khí mạnh nhất thiên hạ nó có thể nhẹ nhóm đánh giết thánh nhân mặc kệ là thánh nhân gì ngạnh kháng đế binh cũng chỉ có một con đường chết đế cao cao tại thượng khinh thường thiên hạ lớn mật dám khinh nhờn phật tổ tất cả mọi người cùng quát tháo sắc mặt bọn họ đầy giận dữ a à, hàm phật trong lòng bọn họ chính là giống như thần tồn tại lang hàn tươi cười trong thức hải tứ cực trụ cũng bị đốt cháy hầu như không còn Hắn đã bước vào Thánh vị chân chính. Thánh nhân nhất tinh, thân nạp quy tắc là thánh nhân, nhưng quy tắc thuộc về thiên địa, tại sao chứa trong cơ thể? Lăng Hàn phát hiện, thân thể hắn mất đi một phần sinh lực, giống như bị thiên địa đồng hóa. Hắn trong nháy mắt hắn hiểu ra, kỳ thật thánh nhân cảnh không phải tên gọi của cảnh giới chân chính, mà gọi là Tịch Diệt cảnh. Thân thể Tịch Diệt cùng đồng hóa với thiên địa, cho nên có thể thân chứa quy tắc. Cho nên, thánh nhân mới được gọi là Tịch Diệt cảnh đây là quá trình làm thân thể từng bước tịch diệt. Vừa nghĩ như thế, hàng ma sử đã đánh tới, nó mang theo đế uy vô thượng, thật sự có uy thế gặp thần giết thần, ma cản giết ma. Một kích đánh thủng cả bầu trời, đế uy sôi trào tỏa ra khí thế vô biên vô hạn. Tất cả mọi người đều tươi cười, lần này lăng hàn chết chắc. Đế binh oanh kích, cho dù ngươi là thiên tài mạnh nhất thì thế nào. Nhưng mà, sau khi hào quang tan hết, chỉ thấy lăng hàn vẫn đứng cao ngạo tại chỗ, trong tay hắn còn cầm một cây trúc thanh trúc kiếm, đế binh, không có biện pháp, đế binh phát huy cũng chỉ có đế binh mới có thể chống đỡ, nếu không cũng chỉ xuất động đại đế. Còn không chết, tất cả mọi người im lặng, tại sao Lăng Hàn khó giết như thế? Nhưng Lang Hàn không ham chiến, hắn nắm lấy thanh trúc kiếm, dùng đế binh sắc bén đâm vào bầu trời. Trận pháp đại đế, có đế binh thủ hộ mới có thể xông vào trong đế trận. Lang Hàn cũng không muốn tiếp tục đánh với hàng ma sử. Mặc dù chiến lực của hắn nghịch thiên, nhưng trung quy hắn chỉ là thánh nhân nhất tinh, không có khả năng liên tục giác tỉnh đế binh. Cho nên, hiện tại hắn nên rút lui, dù sao đại đế cũng đã ra tay rồi, mặc dù chỉ khu động đế binh mà thôi. Sau lưng, hàng ma sử đang đuổi theo, phốc, thanh trúc kiếm xông vào đại đế sát trận, đế uy vô tận tràn ngập và tạo thành va chạm mãnh liệt. Đại đế sát trận rất trâu bò, nhưng mà đế binh cũng không phải ăn chay, nó tỏa ra hào quang bao quanh lăng hàn, từ đó hắn có thể không ngừng xông ra ngoài. Xoát, hắn xông phá trận pháp và giết ra khỏi tịnh địa. Hắn không do dự xé rách không gian, một chân tiến vào trong đó. Oanh, hàng ma sử đánh nát hư không, từ đó tạo thành sóng xung kích cực mạnh truy kích Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn huy động thanh trúc kiếm chém một cái. Xoát, một đạo kiếm quang sáng lên, hư không cũng tỏa sáng. Bành, bỗng nhiên một kích của hàng ma sử bị tiêu trừ. Lăng Hàn tạm dừng bước chân, hắn muốn quay lại tứ nguyên tinh, nhưng mà tứ nguyên tinh không đứng im không di động, mà là trận pháp thôi động nó tiến tới biên giới vũ trụ cho nên hắn cần định vị lại một lần a à, hắn kinh ngạc phát hiện sau khi thành tiểu thánh nhân hắn thân nạp quy tắc giống như toàn bộ tinh không dung nhập làm một thể với hắn cho dù địa phương xa bao nhiêu hắn vẫn có thể cảm ứng được thật giống như trong tinh không có từng đầu địa mạch đương nhiên nơi xa xôi hơn thì không được chuyện này chỉ có thể giới hạn trong khu vực tồn tại tinh cầu lang hàn nhanh chóng định vị được vị trí của tứ nguyên tinh sau đó hắn bắt đầu gấp rút lên đường hắn chỉ mất nửa ngày là tới trên không tứ nguyên tinh hắn tươi cười rốt cuộc cũng thành thánh quay về lăng hàn thời điểm hắn vừa xuất hiện nữ hoàng hổ nữ các nàng đã lao tới mặc dù lần này hắn không đi bao lâu nhưng mà lần này hắn lẫn vào trong phật thổ đây là hành vi nguy hiểm cỡ nào cho nên mọi người rất lo lắng bây giờ lăng hàn bình an trở về mọi người cũng chút được gánh nặng rất nhanh mọi người hỏi thăm sự việc trải qua của lăng hàn hắn có thành thánh hay không một lúc sau bọn họ cười to lang hàn thành thánh tiểu hàn tử rốt cục ngươi đã thành thánh rồi đại hắc cẩu kêu lên lang hàn gật đầu rốt cục vì một ngày hôm nay hắn chờ thời gian quá lâu rồi bây giờ đại hắc cẩu đã thành tiểu thánh nhân nhị tinh mà lang hàn đã bắt đầu hô phong hoán vũ bước vào thánh vị phải biết thánh nhân tiến bộ một bước cần thời gian cả ngàn cả vạn năm nhưng bây giờ mọi thứ chờ đợi đều đáng giá lang hàn thành tiểu thánh nhân Quá cường đại, quá cường đại. Tiểu Hàn Tử, ngươi là thánh nhân có chiến lực mạnh bao nhiêu? Tiểu Thanh Long tò mò hỏi, nó có nguyện vọng đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, "Đến, ngươi đi thử một chút." Hắn tiến vào trong tinh không, chờ Tiểu Thanh Long đi lên đánh một trận. Tiểu Thanh Long sẽ không sợ chiến, nó lao vào tinh không và công kích Lăng Hàn. Oanh, 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 Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, Tiểu Thanh Long rất bất phàm, nhưng so sánh với Lăng Hàn thì nó còn kém xa cho dù là thánh nhân nhị tinh thì như thế nào tranh lệch to lớn không hợp thói thường sau khi ngăn cản ngàn chiêu lang hàn cũng xuất xuất thủ hắn đấm ra một quyền bành tiểu thanh long bị hắn đánh bay ra ngoài chiến đấu kết thúc tiểu thanh long cắn răng quay về nói tiểu hàn tử một kích này ngươi vận dụng mấy phần chiến lực, lang hàn nghĩ nghĩ ba phần trên thực tế hắn vận dụng chưa tới một phần trăm thực lực nhưng vì không muốn tiểu thanh long chịu đả kích quá lớn hắn vẫn nói dối thiện ý tốt ta nhất định sẽ đánh bại ngươi tiểu thanh long bị kích chiến ý hừng hực đại Hắc cầu lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn sang nó quá hiểu lăng hàn tự nhiên biết rõ lăng hàn đang an ủi tiểu thanh long ngươi chờ trăm trận trăm bại đi